mình đấy. Đấy. Hôm trước chúng ta đã làm quen với cái bắt đầu làm quen với khái niệm là biến nhớ, đúng không nhỉ? Biến nhớ, thì chúng ta tạo ra những cái biến nhớ mà của chúng ta tạo ra đồng thời để chúng ta có thể vào cái nhóm này, cái lệnh này này, thì chúng ta tạo ra các cái này, biến nhớ, và chúng ta cũng làm quen với một số các cái biến nhớ hệ thống. Còn nhớ chưa? Ví dụ như là cái biến nhớ là ở trong cái nhóm đầu tiên này, là cái biến nhớ là tọa độ x, tọa độ y của từng của cái các cái đối tượng nhân vật ở trên màn hình đó. Và chúng ta có thể đưa những cái biến nhớ lên này vào trong những cái biểu thức chúng ta tính toán, những cái lệnh như là lệnh if hay là lệnh các cái phép toán mà chúng ta đã học, được chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ học vẫn học tiếp cái ý này, nhưng chúng ta học thêm những cái lệnh khác, thêm những lệnh khác mà nó buổi hôm nay là cái buổi cũng rất quan trọng. Chúng ta học sâu hơn những cái lệnh mà ở trong trong Scratch người ta gọi là cái lệnh cảm biến. Ở trong cái nhóm nó lại sensing này, có chữ sensing là cảm biến này đó. Thế là buổi trước chúng ta đã học cái học rồi đấy, bắt đầu học rồi. Buổi trước chúng ta học cái lệnh gì? Chúng ta học cái lệnh gì, là cái lệnh này này hôm trước nhá. Chúng ta đã học đến cái biểu thức logic này. Biểu thức là có chữ nhọn này, là biểu thức này là nó sẽ trả lệnh đúng nếu mà chúng ta nháy chuột ở trên màn hình. Thì cái này nó nằm trong cái nhóm lệnh gọi là cảm biến. Thì hôm nay chúng ta sẽ học sâu hơn một chút nữa, vẫn là những lệnh cảm biến này nhé. Đó, thì chúng ta chú ý. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thử một cái bài tập, và chúng ta sẽ đây. Ví dụ như là bây giờ hôm trước bác đã nói cái chương trình là cho con mèo nó chuyển động ngẫu nhiên ở trong sân khấu, góc cạnh thì nó quay lại. Chúng ta biết rồi là cái lệnh này, chúng ta ví dụ chúng ta cho mèo ở đây. Đầu tiên chúng ta cho mèo nó hướng vào một cái hướng bất kỳ, cho nó là một hướng ngẫu nhiên đi, thì chúng ta có thể cho là lệnh ngẫu nhiên không, không có, đúng không? Không có. Như vậy là có lệnh này này, cái lệnh là cho mèo hướng về một hướng ngẫu nhiên. Lệnh này là lệnh là xoay hướng cho mèo, thì mặc định của nó là 90 độ, tức là nằm ngang như này. Nhưng mà bác muốn là cho mèo nó hướng bất kỳ, là ngẫu nhiên, thì chúng ta vào cái nhóm lệnh là tính toán operator này, chúng ta chọn cái này ra. Đây là một cái biểu thức, nhưng mà nó trả lại giá trị là một giá trị ngẫu nhiên từ từ cái này đến số này. Mà chúng ta muốn cho là mèo hướng về một hướng ngẫu nhiên, thì chúng ta biết rồi là hướng là nó đi từ không, không là ở trên nhé, xong tăng dần lên 90, 90 cho nó lộn trở lại là 180, còn đi xuống bên này là âm từ không nhé, âm âm cho âm 180. Cho nên chúng ta có thể đặt từ đây là góc của nó là có thể từ -180 đến 180, hoặc là từ 0 đến 360 cũng được. Thực ra đối với cái góc của chúng ta thì là góc 0 và 360 nó là một, cách nhau là 360 thì nó là một. Như vậy ta để là cho mèo hướng về về một cái số, hướng về một góc ngẫu nhiên lấy từ 0 đến 360, chúng ta đưa vào đây được này. Đó, đưa vào. Kéo ra này, đưa vào này. Thì đây là cái lệnh là cho mèo nó xoay về một hướng ngẫu nhiên. Sau đó cho mèo chuyển động về 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 phía trước, và chuyển động bằng cách là liên tục vĩnh viễn. Ta vào cái nhóm lệnh là cái lệnh là forever được chưa, và cho mèo nó chuyển động ví dụ như về phía trước, ví dụ chuyển động như về phía trước nhá, ví dụ như là 10 hay là ít hơn là 5 năm bước nhé, và góc cạnh thì quay lại. Chúng ta có cái lệnh này thì biết rồi đó. Thì đây là cái lệnh mà biết rồi, là cái lệnh là cho mèo nó chuyển động khi nó bắt đầu vào chương trình, thì nó quay về hướng ngẫu nhiên và nó chuyển động mãi mãi, chạy thử nhé. Đấy, cạnh nó quay lại, thấy chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ bổ sung vào đây những cái lệnh mà chúng ta đã mà hôm nay ta học thêm. Ví dụ là cái lệnh là mèo khi nó va chạm vào cạnh thì nó biết được, à, nó va chạm vào cạnh,
Vì ta thêm một chuyện là nếu mèo mà chạm vào cạnh thì mèo kêu meo meo, thì làm thế nào đó, thì cái lệnh mà mèo nó nhận biết là khi nào nó chạm vào cạnh, thì cái lệnh đó người ta gọi là cái lệnh cảm biến. Thì ở trong Scratch có rất nhiều lệnh cảm biến như vậy, chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ luyện cho nó thành thạo dần cái lệnh đó nhé. Và cái nhóm lệnh cảm biến là cái nhóm lệnh rất rất là quan trọng. Chúng ta bấm vào cái chữ sensing, cái từ tiếng Anh là sensing là cảm biến đấy. Thì nó có một cái cảm biến nó gọi là touching. Touching là va chạm nha, là va chạm. Và bấm chúng ta chọn vào đây cái chọn thứ hai là edge là cạnh. Như vậy đây này, đây chính là cảm biến va chạm. À, khi mèo mà va chạm vào cạnh thì cái biểu thức này nó trả lại là nó chỉ là đúng, còn bình thường nó là nó chỉ là sai. Như vậy là cái đây chính là một cái lệnh cảm biến rất hay dùng, nó lệnh cảm biến cảm biến va chạm. Thì nó chạm vào gì? Nó va chạm vào mouse pointer là va chạm vào con chuột chuột, hoặc là va chạm vào cạnh. Và chúng ta sẽ học hơn nữa là va chạm vào một con vật khác nhé. Rồi thế đây ta chạm vào cạnh này, thì chúng ta bây giờ là chúng ta cái muốn kiểm soát cái việc cái cảm biến thì chúng ta dùng lệnh if, nếu thì nếu va chạm vào cạnh thì kêu meo meo, chúng ta vào control và chúng ta kéo lệnh if này ra đó. Thì chúng ta đưa này vào đây, đưa về đây là nhọn nhé, đây là nhọn này, chúng ta đưa đưa nhọn vào nhọn này đó, nó vào nhé. Thì đây là nếu chạm vào cạnh thì kêu meo meo, chúng ta vào sound và chúng ta kéo cái lệnh là start sound meo meo ra đây đó, thấy chưa. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đây, mình chạy thử lại nhá. Đấy, kêu chưa, lại nhá. Đấy, sau lúc đấy chạm vào cạnh là kêu meo meo rồi nhá. Bình thường là nó sẽ kêu đấy. Đó, thì đó là cái nhé, đó là cái lệnh cảm biến đầu tiên mà chúng ta biết hôm nay nhé. Đấy. Thì cái chỗ này đây chính là cái chỗ là cảm biến, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục nhé. Cảm biến này không phải chỉ cảm biến là va chạm vào một cạnh, mà có thể là cảm biến va chạm vào một con vật khác chẳng hạn. Ví dụ nhé, thì ví dụ bây giờ bác sẽ đưa thêm vào đây, không phải là con mèo, đưa thêm vào đây một con vật khác nhé. Ví dụ đưa thêm vào đây một con vật mà con mèo nó sợ là con gì nhỉ? Như là có con hổ nhỉ, voi, con hổ nhá, con voi, tôi tìm con sư tử, tìm con sư tử có không nhỉ, chắc có nhá, đâu có con sư tử đây, con sư tử đây, con sư tử để nó ở đây nhá. Đó, thế bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho mèo này. Mèo cũng là chạy ngẫu nhiên thôi, nhưng mà nếu mà va chạm vào cạnh thì kêu meo meo, chúng ta làm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái lệnh nữa là nếu mà gặp va chạm vào con sư tử kia thì kêu ối ối nhá. Bây giờ chúng ta sẽ thu âm cho con mèo là cái âm thanh ối ối, và ta nếu mà va chạm vào con sư tử kia thì kêu ối nhá, kêu ối. Rồi bây giờ chúng ta vào âm thanh của mèo, đây là để nguyên con sư tử ở đây nhá, để con mèo ở chỗ này nhá. Rồi bây giờ chúng ta vào mèo này và chúng ta vào âm thanh ở đây, và chúng ta sẽ thu âm thêm một âm thanh nữa là theo âm thanh là ối nhá, rất đơn giản thôi. Chúng ta vào cái chỗ này và chúng ta chọn một cái lệnh 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 này này, đây là lệnh âm thanh nhé. Đấy, bấm đây là ta thu âm này, ối ối đấy, nó là cái mình ối ối đấy nhé, nghe nghe thử này, ối ối. đấy mình ta ghi lại này, đấy mà chúng ta sửa cái tên này, đây là âm thanh này, ta sửa thành chữ ối nhé, ối. Đấy, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ lập trình này. Ở chỗ này nhân nếu mà chạm vào cạnh thì cái meo meo, bây giờ chúng ta làm một lệnh nữa đây. À, nếu ta chọn vào câu lệnh là cảm biến sensing, vẫn là lệnh touching, nhưng mà touching ở đây là không phải touching, tôi bấm để chọn này, nó touching vào lion là con sư tử đấy, nhưng bấm vào đây lion thì nếu chạm vào sư tử thì cái ối ối, chúng ta vào cái âm thanh và chúng ta kéo cái âm thanh này ra, âm thanh này là âm thanh nhà, ta bấm vào đây và chọn nó là ối ối à, như vậy thế nhé. Đấy, ta đưa thêm vào đây thôi, đưa cái này vào dưới này đi. Đó, như vậy là ở đây nhé,
Con mèo là chạy, chạy là chạy vĩnh viễn này, góc cạnh thì là thì quay lại này nhé. Thì nếu chạm vào cạnh thì kêu ối ối, thì chạm vào cạnh thì kêu mèo mèo, nếu chạm vào lại ẩn thì kêu ối ối. Nghe xem thử nhá. Ối ối ối. Thấy chưa, anh chạm vào cạnh kêu em ôi ôi, nó kêu nhiều quá. Đại khái thấy nhá, thì chúng ta cái biết hết thôi. Rồi, nhá. Để chúng ta biết thôi là nó có cái bắt đầu chúng ta học những cái lệnh là nó gọi là lệnh cảm biến, tức là cảm biến là gì, tức là cái lệnh mà sự kiện xảy ra là không phải lúc nào cũng xảy ra, nó theo theo điều kiện, theo cái gọi là cái cảm biến. Khi chạm vào cái anh này, chạm vào kia, chạm vào màu sắc này, va chạm vào màu sắc kia, cảm biến về màu sắc, cảm biến va chạm, cảm biến khoảng cách, vân vân, rất nhiều cảm biến khác nhau. Được Ối cho my forever. chưa? Cái gì đây, qua bảo gì? Thầy ơi, Ơi. gửi cho à, cái kêu ối ối ra ngoài forever. Con nghĩ là nó sẽ kêu được một lần nữa. Cho vào đâu? Không, đây là vấn đề, nó chạm vào, khi nó chạm vào vào sư tử thì nó vẫn đi về 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 phía trước, nhưng mà nó kêu mãi. Bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta muốn cho nó kêu ố rồi nó dừng lại ngay thì chúng ta phải làm, phải lập trình thêm. Là hiện nay là mèo cứ đi nhá, mèo mèo đi này, mèo đi về nước gặp cạnh này, nếu mà nó gặp sư tử này thì nó vẫn đi trước vì phía trước, nhưng mà nó gặp mãi là nó kêu liên tục đúng nào. Thế thì muốn cho nó không kêu thì chúng ta phải đổi hướng đi cơ, nên chúng ta chưa lập trình chuyện đó. Thì các bạn có thể là lập trình thêm nhé. Nếu mà gặp cạnh, nếu gặp sư tử thì mèo đổi hướng đi thì nó sẽ bình thường. Ví dụ như ta sửa lại một tí này, đây này, nếu mà gặp sư tử thì cho mèo đổi hướng đi. Đây ta mèo, ví dụ ta ta cho mèo sẽ đổi hướng đi, không không ấy, ta cho mèo đổi hẳn hướng, mèo sẽ quay sang bên trái, bên mèo sẽ quay sang bên bên trái, quay sang bên trái là 180 độ, quay ngược hẳn lại này, ví dụ thế nhé. Ối Đấy, nó sẽ không còn, nó không còn kêu nhiều nữa nhá. Đấy, ví dụ chúng ta lập trình thôi. ối Đấy, chỉ cứ chạm vào, cứ va chạm vào con sư tử thì nó sẽ ối quay ngược trở lại. Cái lệnh mà quay sang trái hay sang phải 180 độ chính là quay ngược trở lại. Đang đi phía trước quay ngược trở lại, đang đi phía trước quay ngược trở lại thì là chính là lệnh là quay phải hay là quay trái 180 độ thì nó vẫn là nó, thì vẫn là bằng nhau. Đang đi phía này nhé, quay ngược lại, đang đi phía này quay ngược lại thì nó chính là cái lệnh này, đúng không? Đó, các con đã hiểu chưa? Giờ vào đây nhá. Bây chúng ta ghi cái bài này lại. Bài hôm nay là cái bài, hôm nay là bài số mấy nhỉ? Bài hôm nay là bài, cái bài số 5 hay sao nhỉ? Bốn 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 hôm nay là bài số 4 đúng không? Thì chúng ta ghi đây là bài 1 của bài số 4 nhá. Chúng ta bắt đầu làm quen với cái làm quen với cái việc là cảm biến, mà cụ thể đây là cảm biến va chạm. Và con cũng thấy luôn là ở đây các bạn thấy nhé, là có cái lệnh là gì, chúng ta xử lý cái việc cảm biến như nào. Nếu mà cảm biến, nếu va chạm thì làm gì, là chúng ta đưa vào lệnh if. Nếu nếu cảm biến thì làm gì, hoặc có thể là kêu không thôi, hoặc có thể là vừa kêu vừa quay đi, thì như vậy là chúng ta có thể xử lý được. Thì tất cả những cái phần mềm mà trong tương lai các con làm, phần mềm trò chơi, phần mềm tương tác đều như vậy hết, đều là như vậy hết. Rồi, thì chúng ta sẽ làm tiếp cái bài này nhé. Biết cái bài này là cái bài mà bác cho con mèo nó chạy vô hạn lần, vô hạn lần. Thế bây giờ bác muốn là cái bài này, mà bài này nhưng mà là bây giờ cho mèo với con sư tử gặp nhau chơi, nhau chơi như vậy thôi, nhưng mà bác muốn là kiểm soát được cái thời gian. Ví dụ là đúng 30 giây thì nó dừng lại, nó không chơi nữa, tất cả đều chương trình dừng lại hết. Đó, thì cách chúng ta xử lý một chương trình mà dừng lại như thế nào, thì tất cả các trò chơi mà chúng ta sẽ làm trong tương lai đều như vậy hết, đều kiểm soát được thời gian chơi, hoặc là kiểm soát thời gian là chính xác. Ví dụ là chơi cho đúng 30 giây hay là 1 phút để dừng lại, hoặc là chơi cho đến khi mà đạt điểm nào đó để dừng lại. Thì cách chúng ta điều khiển là như nhau, nhé. Là bắt buộc là chúng ta phải tạo ra các cái biến nhớ hôm trước đó rồi đấy, biến nhớ mà chúng ta kiểm soát biến nhớ đó. Là mình chúng ta làm thử nhé. Ví dụ bài này, bây giờ bác sẽ sửa thêm là thấy cho mèo chạy vô hạn như vậy thôi nhé. Nhưng mà vấn đề là tao cho nó dừng lại là gì? Dừng lại là gì? Dừng lại là
cứ chơi cứ đi thoải mái, cứ đi như này thôi, nhưng mà đúng 30 giây thì chương trình dừng lại. Làm như nào? Đây mình sẽ làm thử nhé. Chúng ta sẽ phải tạo ra một cái biến nhớ để đo thời gian. Đấy, thì bác vào cái chữ variable này mà chúng ta chọn tạo ra một cái biến nhớ chung. Biến nhớ có thể đặt tên nên là thời gian là tiếng Anh nó là time, time hoặc là tiếng Việt cũng được nhé, học tiếng Anh cho nó vui đi. Time là như này, là thời gian để đo thời gian nhé. Thì khi giờ bắt đầu chơi thì thời gian nó bằng không đây nhé. Chúng ta có thể đặt và ẩn được, ẩn điểm được. Bật đầu đây là hiện hiện cái biến nhớ thời gian, còn bỏ đi thì là không. Được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm soát cái thời gian này như sau. Chúng ta khi bắt đầu chơi, khi bắt vào chương trình thì ta bắt đầu đo thời gian và nó dừng lại khi nào? Khi mà thời gian đó bằng ví dụ là 3 là 30 giây. Và mèo cũng vậy. Và khi mà 30 giây tất cả chương trình sẽ dừng lại. Rồi ta làm thử nhé. Thì cái việc điều khiển thời gian nó có thể ai điều khiển được, mèo điều khiển cũng được, sư tử điều khiển cũng được, hoặc là sân khấu. Nhưng mà bác nói luôn là trong các chương trình mà viết chương trình bài bản ấy, thì chúng ta những cái tham số hệ thống ấy mà liên quan đến hệ thống rất quan trọng thì chúng ta đưa ra cho sân khấu nó kiểm soát. Vì các nhân vật ở trên trên màn hình ấy, là chó, mèo hay là người, rất nhiều nhân vật khác nhau, thì nó mỗi nhân vật có một vai trò riêng của nó mà nó độc lập với thời gian, thì chúng ta nên chuyển cái điều khiển ra sân khấu. Nhưng mà sân khấu cũng lập trình được. Ta bấm sân khấu đi, bấm vào đây nhé. Đó, sân khấu đây, và sân khấu là cái nơi mà chúng ta lập trình như bình thường. Sân khấu nó chỉ khác nhân vật là sân khấu nó không nói được thôi, không đi lại được, còn nó cũng làm các lệnh như bình thường. Chúng ta làm lập trình thử nhá. Đây chúng ta, đây bắt đầu chương trình này, chúng ta vào đây chúng ta kéo đây ra, được chưa? Khi bắt đầu chương trình thì chúng ta đặt cái thông số của thời gian là bằng không, là chúng ta kéo cái này ra, chúng ta chọn là cái thời gian time này, time mà bằng không, mẹ bắt đầu bằng không, và chúng ta bắt đầu cho đếm đếm. Thì cách đếm như này nhé, là còn là như cách làm thôi. Ví dụ là sau đúng 30 giây thì cho nó dừng lại. Cách làm như sau nhé. Chúng ta sẽ liên tục cho thời gian tăng lên. Thay là không rồi. Xong rồi tăng lên 1, 2. Xong rồi tăng lên 1, 2 giây tăng lên 2, 3, 4. Tăng lên đúng 30. Thì đúng 30 giây thì là dừng lại nhé. Thì chúng ta có một cái vòng lặp để kiểm soát cái chuyện này. Thì cái vòng lặp mà forever là vòng lặp vĩnh viễn, có cái vòng lặp là đến khi nào thì dừng lại. Đó, thì vòng lặp này chúng ta học thêm lệnh nữa, chúng ta vào control và vào cái lệnh làm cái lệnh lặp, nhưng mà lặp có điều kiện khi nào để dừng lại, là lệnh này đây, là cái lệnh là repeat until. Đấy, cái này quan trọng nhé, lặp thôi, nhưng mà lặp không phải là vĩnh viễn như như là cái lệnh forever, cũng không phải là lặp như thế này. Lệnh này là lệnh lặp, là cố định, lặp bao nhiêu lần. Cái lệnh này là lệnh lặp vĩnh viễn vô hạn lần, còn cái lệnh này là lặp cho đến khi nào mà cái điều kiện trong cái biểu thức này này là bằng là đúng thì nó dừng lại, được chưa? Rồi thì đúng khi nào? Đúng khi mà đây chúng ta khi mà cái thời gian này bằng 30 thì dừng lại. Đầu tiên bằng không tăng lên, ta tăng thời gian lên là một, xong rơi tăng lên 1, sau 2 giây tăng lên 2, 3, 4, cái này bằng 30 dừng lại. Thì chúng ta chú ý nhé. Cái lệnh mà so sánh thời gian mà bằng bao nhiêu đó là lệnh này, chúng ta vào operator và chọn cái lệnh là dấu bằng. Đây này, dấu bằng này. Đó, chúng ta bằng cái này. Được chưa? Đó, và chúng ta kéo cái biến thời gian ra để vào đây. Và ở đây chúng ta để cái số là 30, như vậy sau đúng khi mà thời gian nó bằng 30 giây thì nó dừng lại. Chúng ta kéo cái này vào đây. Đó. Thì như vậy là cái chỗ này là gì, là cái lệnh này nó lặp lại. Chỗ này này, lặp lại cho đến khi mà thời gian bằng 30. Thì lặp lại cái gì? Đây, chúng ta lặp lại là cái lệnh là chúng ta tăng thời gian lên một giây. Đây, lệnh change time by 1 là cái lệnh là thay đổi thời gian tăng lên 1. Chúng ta đi vào đây. Thì đây chính là cái lệnh là tăng liên tục thời gian cho đến khi mà thời gian bằng 30 thì dừng lại. Được chưa? Thì đây chính là cái chỗ, đây là cái chỗ mà chúng ta chú ý nhé, là hay rất hay dùng trên thực tế, là dùng là để đo đồng hồ thời gian ở trong trên sân khấu, và chúng ta dùng một cái biến nhớ. Thì vậy như thấy bây giờ cái vai trò biến nhớ mới là quan trọng. Nhớ chúng ta có thể hiện ra đây để kiểm soát đây đó, như kiểm soát nhé. Và ra kiểm soát cứ thay đến tăng lên là time mà tăng lên 30 là chỉ dừng lại nhé. Rồi dừng lại thì làm gì?
À, muốn dừng lại có nhiều cách làm, nhưng mà một trong những cách chúng ta hay làm mà chúng ta vào control, chúng ta có một lệnh nữa là để dừng toàn bộ chương trình, đó là cái lệnh stop all. Stop all, lệnh stop này nó có ba lựa chọn nhé, nhưng mà hai sau này chúng ta chưa học đến nhé, các bạn nó bỏ qua nhé, học cái đầu tiên thôi là lệnh stop all, là cái lệnh là dừng toàn bộ tất cả chương trình, tất cả con vật là dừng lại hết, tất cả đứng im một chỗ hết, thì đó là lệnh stop toàn bộ chương trình, coi như dừng chương trình, chúng ta đưa này vào đây đó, thì đây là chính cái đoạn chương trình mà chúng ta kiểm soát cái chương trình nó dừng hay không. Đây là cái kỹ thuật này chúng ta rất hay dùng nhé. Thì bắt đầu từ hôm nay con sẽ được giao những bài tập là trò chơi này làm trong chơi trong 1 phút thì dừng lại, trò chơi kia chơi cho đến khi mà bạn kia được 10 điểm, trò chơi nữa là chơi cho đến khi mà hết hết 60 giây chẳng hạn, ví dụ thế, hay là hết 90 giây nhé, vân vân. Đó. Ta chạy thử nhá, chị gọi xem có sẵn ở đây nha. À, mèo sẽ di chuyển ngẫu nhiên bất kỳ. Đó. Góc cạnh thì sao nhanh thế? 30 giây nhanh thế à? Kiểm tra Nếu mà lại. thầy muốn, Con nghĩ nó đo bằng tích thầy ạ. nếu mà thầy mà muốn là À, cho nó chạy 30 giây thì thầy phải là cho nó wait 1 second xong rồi thầy mới cho nó change ôi chính time xác, luôn ạ. chính xác quá, các cậu con làm chính xác quá, bác quên hẳn lệnh quan trọng là phải chờ cho 1 giây nữa. Đây 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 đây, phải chờ 1 giây, phải chờ 1 giây đúng không, chờ 1 giây mới tăng lên mới có ý nghĩa chứ, là không có trông chờ tăng lên thì trong 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 một cái tích tắc của máy tính là xong ngay đây, chờ để mới đúng, cứ sau 1 giây tăng lên một, sau 1 giây tăng một, sau 1 giây tăng một, đấy như anh vậy bác làm sai. Con chú ý nhé, nhưng mà thêm người vào đây. Ui, này mà chạy thử nào. Bao chạy thử nào. Đây là không rồi nhá. Một, hai. Ối Đấy, có thấy gặp 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 con sư tử này là quay lại nhé. ối Đấy. Nó không kêu nhiều nữa là vì ối đấy, cứ chạm vào là quay lại luôn. Kệ nó, kệ nó, kệ ra chỉ đến sau nhé. Cảm ơn. Ba mươi giờ đứng lại mất rồi. Vừa con có hiểu vì sao là lại như vậy không? Vì là mèo nó mắc vào một cái đuôi của con sư tử ấy, mắc vào nó lùi lại nó vẫn mắc vào, nó mắc nó lùi lại nữa, nó mắc nó treo ở trong trong con sư tử. Thế cái này Bắt rồi. cái này là cái mà thôi, cái này chúng ta xử lý sau nhá. Tạm thời là khi mà lập trình mà va chạm mà xử lý thì nó bị hiện tượng đó, thì bị hiện tượng là nếu nó quay lại ở đây, nó cái lệnh này này quay lại thì mình mắc vào cái đuôi này, thì mình làm nào để nó cho nó hết mắc nhỉ, là như sau, là khi chúng ta mà điều khiển mèo mà gặp sư tử ấy, thì chúng ta quay lại và cho nó đi về phía trước khoảng 5 mét, 5 bước thì nó không không bị vướng. Ví dụ nhé, chúng ta trước khi mà đây này chúng ta làm thêm này, nó không bị vướng, chúng ta cho thêm cái lệnh là nó khi mà nó mà quay lại 180 độ thì nó đi phía trước 10 bước nữa thì nó thoát khỏi con sư tử thì nó không bị nữa. Còn nó không, nó bỏ cái này ra thì nó khi nó cái đuôi đây nhá, cái đuôi đây con mèo nó mắc vào cái đuôi, sao nó lại nó lùi lại, nó quay lại, nó vẫn mắc cái đuôi, nó quay lại, nó cứ quay lại mãi mà nó thành hiện tượng nó bị dính vào con sư tử nhá. Bây chúng ta chỉ đưa cái lệnh này này, đưa cái lệnh này vào đằng sau cái lệnh thôi, là bảo đảm là nó không bị nữa. Chúng ta thử nhá, xem có bị nữa không nhá. Nó hầu như nó không bị nữa. Cái này là cái mẹo thôi, cái này không, cái con làm sau là lập trình nhiều nó quen thôi nhá. Nó không bị mắc vào cái đuôi hay mắc vào cái chân của con sư tử nữa nhá. Đấy. Để chúng ta ghi lại bài số 2 hôm nay nhá. Bài số 2 hôm nay chúng ta làm thêm được một cái bài B2. Chúng ta đã làm thêm được một cái chức năng là kiểm soát được cái dừng chương trình được chưa nhé. Thì cái việc dừng chương trình thì có thể chúng ta điều khiển ở đây, có thể điều khiển ở sân khấu là như thế này, dùng lệnh stop on, hoặc chúng ta và con mèo cũng được, con mèo ở đây, và chúng ta thay cái lệnh là forever này bằng lệnh gì, bằng cái lệnh là repeat until time bằng 30 cũng được. Đây, ta có thể thay thay cả cái cụm này này bằng cái cụm là thay toàn bộ bỏ cái ra này, và thay toàn bộ cái lệnh này này bằng cái lệnh là repeat until, đúng không, kéo lên này. Đây, repeat until là
là bao nhiêu, là cái thời gian bằng bằng 30 cũng được, cho hai cách đều như nhau cả. Cái này là vĩnh viễn đúng không, còn cái này là lặp lặp có thời hạn, không sao cả, vẫn chạy được bình thường nhá. Đấy, hai cách đều được cả. Tôi bác ghi vào đây làm mà mà cho đưa đưa vào đây nhá. Là repeat thần thiên gì? Thần thiên là đây, cho cái này vào đây. Thần thiên là cái em thần thiên là cái này, thần thiên là cái time mà bằng 30. Nhưng mà đây làm cái khác nhá, cái khác. Như vậy vẫn như vậy. Vẫn là nó thôi. Nhưng mà thay cái chỗ này thay bằng cái chỗ là thay bằng cái forever thì bằng cái là thay bằng lặp vĩnh viễn bằng là repeat until nhá. Đấy, vẫn dạy như bình thường nhá. Đấy. Là sau 30 giây nó vẫn dừng lại như cũ vì nó thoát khỏi cái này. Nó dừng lại nhá. Đây là 13, ta kiểm tra một chút này. Nha. Ối 26, 27, 28, 29, 30. Đấy, dừng lại chưa? Dừng lại rồi. Đó, thì đó là chương trình chúng ta dừng lại nhé. Như vậy có những cách chúng ta làm khác nhau nhé. Bài này chúng ta ghi lại thành cái bài khác cho nó hay hay đi nhé. Chúng ta đây là bài số B3 nhé. B2 thì ta sẽ làm bài B3. Được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp theo sang một cái bài tiếp theo như là một trò chơi luôn. Bây giờ đã có cái, chúng ta đã biết cách chúng ta đếm thời gian rồi, chúng ta đã biết cách điều khiển để dừng chương trình rồi. Ôi rất là hay. Và chúng ta bắt đầu biết những cái lệnh mà gọi là cảm biến thì chúng ta có đủ sức để bắt đầu làm chương trình khó hơn một chút. Bây giờ bác chúng ta cùng làm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm một trò chơi như sau. Trò chơi là mèo ăn cá nha. Chúng ta điều khiển con mèo, nó sẽ phát từ một góc và mèo nó sẽ di chuyển. Chúng ta điều khiển làm sao cho mèo đến góc, từ góc trái dưới sang góc phải trên và ăn được con cá. Nhưng mà vấn đề là trên đường đi gặp rất nhiều chướng ngại vật, chúng ta điều khiển khéo làm sao cho mèo chỉ va chạm vào chướng ngại vật là mèo chết luôn nha. Giờ chúng ta điều khiển này, chúng ta phải điều khiển một cái trò chơi và trò chơi sẽ kết thúc khi mà mèo ăn được cá. Như vậy là khác trước nhá. Chúng ta cho mèo nó ở sát góc này, mà cho mèo nó bé lại đi. Bây giờ ta sẽ điều khiển cho mèo, ví dụ mèo nó nhỏ lại, ví dụ là 70% thôi đó nhé. Thì các bạn chú ý là đây chúng ta có lập trình ngay cho mèo và có hẳn cái lệnh, có hẳn cái lệnh mà là ngay từ đầu chúng ta đã đặt cái kích thước của mèo là không phải là 100% nhưng bắt đầu mà 7% thôi. Lần này chúng ta vào cùng lúc và chúng ta chọn cái lệnh set size là lệnh đặt kích thước của con mèo chúng ta, đây chúng ta gọi là 70%, 70 đó. Thì lệnh này là lệnh mà đặt mèo vào vị trí, vào vị trí này. Vị trí này là vị trí là mèo là âm 194 và trừ 194 và trừ 135. Chúng ta kéo luôn ra đây cho nó dễ dễ luôn. Đây, mèo đang ở vị trí là trừ 194 và trừ 135. Thì đây là cái lệnh là thiết lập cái trạng thái ban đầu của con mèo. Được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ đưa thêm con cá vào nữa. Chúng ta sẽ tìm thêm con cá và chúng ta đưa nó vào. Con cá chúng ta sẽ để ở góc trên. Đây, con cá ở đây đúng không? Con cá. Con nhiều con cá quá. Lấy một con bất kỳ thôi mà. Lấy con này. Rồi, con cá ở đây nhé. Mà chúng ta cho con cá này, nó nhỏ nhỏ thôi, 50%. Rồi, đẹp rồi đấy. Chúng ta cho cá nó ở góc này nhé. Đó. Bây giờ chúng ta lập trình cho cá này, chúng ta lại như lệnh làm nhé. Chúng ta vào event mà chúng ta để vào đây và chúng ta đặt cho con cá là set size là kích thước của cá là 50% nhé. Và đặt cái vị trí hiện thời của nó đây này là 200 và 150. Đây, chúng ta kéo cái motion, chọn cái lệnh go to 200 150. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình như sau này. Bây giờ nhé, chúng ta sẽ lập trình cho cá bằng bằng cách là chúng ta nháy chuột, và mèo sẽ khi chúng ta nháy chuột thì mèo sẽ tiến về hướng của con giỏ chuột là ví dụ như là 5 bước hay là 10 bước và chân con đạp đạp đạp. Chúng ta kiểm soát luôn, lập trình luôn cho nó hay nhá. Rồi. Nhưng mà vấn đề là trên đường đi thì nếu mèo mà va chạm vào những cái vật ở trên đường thì mèo sẽ bị chết ngay.
Và vì chúng ta sẽ vẽ cái đó, và chúng ta dùng có thể dùng màu sắc hoặc là dùng con vật cũng được nhé. Bây giờ chúng ta vào sân khấu, chúng ta vẽ lại sân khấu. Đây sân khấu đây nhé, chúng ta vào backdrop và chúng ta vẽ sân khấu. Bây giờ các bạn sẽ vẽ cùng với bác này. Chúng ta sẽ là chúng ta bấm sang bitmap đi. À, chúng ta vẽ nhé. Bây giờ chúng ta dùng cái này. Chúng ta sẽ vẽ một số những cái đống cái hồ hay đống rơm gì đó nhé. Đây này, chúng ta vẽ, chúng ta vẽ. Đây là một cái đống rơm nhé. Đống rơm thứ nhất này. À, chúng ta chọn một cái đống rơm thứ hai nữa, tôi chọn màu sang đây, đống rơm thứ hai là đây, đống rơm thứ hai đây, đây là một cái hồ, là một cái hồ mà nếu mèo mà rơi xuống hồ thì mèo chết nhá. Đây chỗ này nhé, chúng ta chọn một cái đống khác, chúng ta chọn một cái đống đấy chẳng hạn nhé, chọn đây, chúng ta sẽ vẽ một cái nữa chỗ này đấy, như này nhé, không quan trọng lắm đâu đấy, được chưa đấy. Như vậy chúng ta phải điều khiển mèo vào đây, điều khiển mèo về về rất là khéo luôn, vì chuyển mèo nó phải đi như này chẳng hạn, đi như này chẳng hạn, đi như này, chứ nếu mà mèo nó vào cái này làm thua luôn nhá. Đây chúng ta phải điều khiển mèo rất khéo khéo, rất là dễ bị đó, được chưa? Đấy, chúng ta mèo đang ở đây nhá. Rồi à, bây giờ chúng ta lập trình lại cho mèo này, bước vào mèo này chúng ta lập trình như sau này. Nếu mà chúng ta mà nháy chuột lên màn hình đấy, và như vậy để cảm nhận được con chuột đó, cảm nhận được con chuột đó thì là phải dùng cái cảm biến, khi chúng ta nháy chuột lên con mèo thì lập tức là con mèo nó sẽ hướng về 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 phía con chó chuột và bước đi vài bước, bước đi khoảng 10 bước về phía con chó chuột nhá. Giờ chúng ta làm thử này, thì cái lực đó chúng ta để ở đây, chúng ta cho vào cái vòng lọc vô hạn. Đây chúng ta vào đây, chúng ta chọn vòng lọc vô hạn kiểm soát con mèo, đây vòng lọc vô hạn nhé. Đấy, bây giờ nếu mà chuột nháy, chúng ta phải dùng cảm biến sensing. Đây, nếu mà nháy chuột, đó, đây chính là cảm biến nhân chuột thế này. Thì chúng ta dùng lệnh như sau này, nếu if nha, if này. Nếu mà nháy chuột, đó, thì mèo sẽ làm gì? Mèo sẽ làm hai lệnh mà mèo hướng về, mèo quay về. Đây lệnh quay hướng về mouse pointer, quay hướng về con chó chuột và chạy về phía con chó chuột là 10 bước. Nhưng chúng ta muốn là mèo chạy, nhưng mà chạy là vừa chạy vừa đặt chân, chúng ta dùng lệnh này nhá. Lệnh gì nhỉ? Lệnh chúng ta hơi khó một tí, chứ các bạn cùng làm bác cho chúng ta dùng lệnh này. Chúng ta cho mèo nó sẽ lặp 5 lần. Mỗi lần như vậy mèo sẽ tiến về phía trước là 2 bước. Thì là 5 nhân với 2 là 10 đúng không? 2 là 10. Và ta cho mèo nó dùng cái lệnh là next costume ở đây. Đó, thì cái nhóm này là nhóm mà là mèo là chạy 10 bước nhưng mà là có đạp chân. Được chưa? Chúng ta đưa vào đây. Đó, thì đó là cái lệnh là cảm biến là gì? Cảm biến là đây. Đưa vào đây nhé, như vậy là chúng ta kiểm soát, đây là mèo kiểm soát vô hạn này. Nếu mà chúng ta mà nháy chuột thì mèo sẽ di chuyển. Mèo sẽ di chuyển về phía trước. Đó, chúng ta sẽ thử cầm thử nhất đây. Đấy. Thế nào? Tôi bấm chuột là mèo nó chạy về phía chuột. Đấy. Khi nào mà gặp con cá thì nó dừng lại. Thấy chưa? Đấy. Nhưng bây giờ chúng ta chưa chơi vội, vì chúng ta còn điều khiển nữa là nếu mà mèo chạm vào cái đống này là mèo sẽ là thua. Kêu meo meo kêu ối ối là thua, còn nếu mà mèo mà chạm vào cá thì mèo kêu meo meo mèo ăn cá và còn là thắng và kết thúc chương trình nhé. Rồi, bây giờ chúng ta điều khiển này. À, điều khiển tiếp là nếu mèo mà gặp phải cái đống rác này hay đống rác này hay là cái hồ này thì mèo kêu ối và mèo sẽ và chương trình sẽ dừng lại, chết. Mèo sẽ chết và dừng lại. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải điều khiển là cái lệnh cảm biến về màu sắc. Nếu mèo va chạm vào cái màu này thì chết. Nếu mèo va chạm màu này là chết. Đấy, cái bộ của nó đi. Được chưa? Rồi. Thì cái lệnh nào lệnh là cái lệnh đây cảm biến đây, chúng ta vào sensing vào cái lệnh là đây touching color. Để chúng ta chú ý nhá, touching color là nếu va chạm phải cái màu này thì làm gì? Đó, như là cảm biến thấy không? Gọi là cảm biến thấy không? Rồi, thì chúng ta phải làm cái lệnh này, chúng ta phải cho cái lệnh là nếu. Đây nếu if nhá. Nếu va chạm phải cái này. Đấy. Bây giờ chạm vào màu đỏ, màu này thì cũng có lệnh là chọn màu này vào đây nhá, chúng ta bấm vào đây. Cách chọn cái màu mà
cố định cho chiếc. Ở đây chúng ta bấm vào đây và bấm vào đây để chọn màu, bấm vào đây này, nhưng không ở trên này là, ở trên này là chọn màu cứng, chọn màu theo theo bảng màu, còn đây là chọn cái màu ở bên ngoài. Ta bấm vào đây, chúng ta đưa vào đây đó, chọn màu, tích kích một cái xong. Như vậy đây cái màu này chính là màu này nhá, xong. Như vậy là nếu mà gặp cái màu này thì mèo cái ối ố và mèo dừng lại, ta cho lệnh là stop on luôn nhá. Thì đây chúng ta vào cái lệnh sao, và bây giờ chúng ta âm thanh và chúng ta thu âm luôn cái âm thanh là ối ối nhá. Bấm vào đây, chúng ta vào cái lệnh này thu âm đây, đây ối ối ối. Đấy, dừng lại nhanh nhanh nhá, ối ối ối. Đấy, ối ối ối, nó kêu gì ấy nhỉ, ối ối. Thôi ta thu âm lại nhé, thu âm lại. Ối ối, chắc là hết kêu rồi. Ối ối, bị sao? Thôi không sao nhá. Như vậy ta yêu đi là ối này, ối. Như vậy là nếu mà mèo mà gặp phải đây, nếu mà gặp phải màu đỏ thì mèo kêu ối và chết. Chúng ta dùng cái lệnh là kêu ối xong mới chết. Chúng ta dùng lệnh này là play sao ối, nhưng mà ẩn thiên đăng, tức là kêu xong rồi thì mới chết. Kêu xong rồi thì chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi cái lệnh là stop on. Chúng ta nhấn lại lệnh stop on nhé, là lệnh dừng toàn bộ. Đây, dừng toàn bộ này. Chính là cái lệnh này. Đây, đây là cái đoạn lệnh mà là chúng ta đưa vào dưới cái lệnh này này nhá. Như vậy cái chuyện này này, chúng ta thu nhỏ lại để dễ nhìn nhá. Đấy. Thì lệnh if đầu tiên là nếu mà chuột, nháy chuột. Lệnh thứ hai là nếu mà gặp màu đỏ. Làm tương tự như vậy đối với màu này và màu này, chúng ta chỉ việc copy thôi. Đây là chúng ta bấm chuột phải và chọn lệnh là duplicate ra đây nhé, và chúng ta chọn màu khác, bấm vào đây chọn màu, đây chọn màu này. Đấy, được chưa? Và chúng ta làm lệnh duplicate copy lần nữa ra đây nhé, và đây chúng ta chọn màu xanh, bấm vào đây chọn màu xanh. Đó, được chưa? Đấy, như vậy chúng ta được hai cái luôn rồi. Nếu mà chọn màu này cũng chết, màu này cũng chết, chúng ta kéo xuống đây hơi dài một tí. Đó, được chưa? Ừ. Được chưa? Chúng ta có thể tách ra cho nó dễ nhìn cũng được, để chung đấy cũng được, không sao cả. Chúng ta có thể tách ra là một lệnh khác đây. Chúng ta có thể kéo ra như này, chúng ta có thể tách ra như này thì cũng được. Để sang đây này. Đấy. Và chúng ta cho một cái lệnh như này thì cũng được. Các bạn có thể học cách lập trình cho nó thật thoải mái nhé. Lập trình có thể là đây, chúng ta forever, và chúng ta có thể copy cái phần dưới này sang. Này copy. Đấy. Ba cái màu sắc này vào đây. Đấy. Chỗ này là cái chỗ mà lập trình để điều khiển mèo. Còn bên đây là lập trình là gì? Chỗ này lập trình là lập trình gì? Lập trình cái chuột, cái đoạn mà nếu gặp cái này thì dừng lại, giống hệt nhau. Và bên chúng ta lập trình phần cuối cùng là nếu mà gặp cái con này thì gặp cá thì là thắng, thì thắng. Rồi, chúng ta lập trình nhá. Cái nữa cho nó vui đi, chúng ta làm lệnh nữa cho nó hay. Là dễ nhìn đó nhé. Và chúng ta điều khiển cái này, đây control, và cái này nhé, đây cũng là forever nhé. Bây giờ chúng ta cho cái lệnh là nếu mà gặp cá là lại làm một cái lệnh là cải biến nữa. Chúng ta kéo vào lệnh if này ra ở đây, và chúng ta vào sensing, và cái lệnh đây lệnh touching. Đây, chúng ta kéo đây nhé, if này touching thì ta chọn đây, chọn là cá, fish. Đó, nếu mà gặp cá thì thắng như nào, thì chúng ta lập trình xong bây giờ nhé. Đây, nếu gặp cá lập tức là mèo kêu meo meo luôn. Ta chọn đây sao, chọn mèo kêu meo meo, đây kêu meo 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 nhé, meo meo. Và bên chúng ta sẽ lập trình là dừng lại như thế nào. Chỗ này nếu mà dừng lại là cho dừng lại ngay thì không hay lắm nhé. Chúng ta muốn điều khiển như sau: mèo khi gặp cá, mèo kêu meo meo, xong lúc sau thì cá biến mất, bây giờ mới dừng lại nhé. Cá biến mất thì làm như nào? Thì chúng ta làm như này thôi. Chúng ta sẽ, các bạn làm như nào? Chúng ta sẽ tạo một cái biến nhớ, để điều khiển. Nếu mà mèo gặp cá, biến nhớ bắt đặt tên là để biểu hiện là nó dừng lại, thì bắt đặt biến nhớ. Đây, bắt làm như này, bắt vào biến nhớ và bắt tạo một cái biến nhớ có tên là stop, để thông báo là dừng chương trình. Cái kỹ thuật này rất là hay nhất. Biến nhớ tổng thể có tên là stop. Thì nếu mà cái biến stop này mà nó bằng 0 ấy, thì là chương trình vẫn đang chơi. Còn stop bằng 1 thì dừng chương trình. Chúng ta sẽ điều khiển nó ở sân khấu. Chúng ta vào sân khấu nhé. Đây,
Thì khi bắt đầu chương trình thì chúng ta đặt cái biến stop bằng 0. Đặt biến stop bằng 0. Đây, chúng ta kéo cái này ra, đặt cái biến stop bằng 0. Được chưa? Đó, được chưa? Đó. Và khi mà khi mà chúng ta mà đây, để điều khiển được, cho điều khiển mèo trên đó. Đây, khi mà gặp khi mà mèo mà gặp cá nhé, mèo cứ meo meo và sau đó một giây ta chờ đi, coi cho công tác là mèo ăn này, mèo ăn cá này, mèo ăn trong một giây hay là hai giây xong rồi thì chúng ta đặt stop bằng 1. Coi dừng chương trình, chúng ta vào cái lệnh này và chúng ta đặt cái lệnh là set stop bằng 1. Các bạn còn chú ý nhất đây cái thời gian đây là cái mèo lập trình bài bản để kiểm soát chương trình nhé. Đấy. Nếu mà gặp cá thì mèo kêu meo meo, ăn ngon quá đấy, và chờ một giây, sau một giây thì đặt stop bằng bao nhiêu? Đặt cái stop bằng 1. Được chưa? Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho cá nhé. Cá ở đây, nhưng mà khi mà cá sẽ kiểm soát khi nào mà stop bằng 1 thì cá nó biến mất đi, con mèo ăn xong cá, mèo ăn xong cá thì là kết thúc chương trình. Chúng ta vào lập trình cho cá. Cá nhá, đây cá đây, đây cá đây nhá. Thì cá đầu tiên là bắt đầu chương trình thì cá luôn hiện ra trên màn hình. Chúng ta vào cái lệnh lúc và chúng ta chọn cái lệnh là show. Một nhân vật có hai lệnh nhá, lệnh show và hide. Show là luôn hiện, hide là ẩn đi nhá. Thì cá là luôn hiện ra thì nó để đây là show. Và sau đó chúng ta cho cá nó chờ khi nào mà stop bằng 1 thì nó ẩn đi. Khi mà mèo ăn xong cá chờ một giây, khi stop bằng 1 thì cá nó ẩn đi. Chúng ta lập trình cho cá nhé. Đây. Thì còn một cái lệnh là chờ và control. Wait until. Và chờ cho đến khi, đây là wait, chờ cho đến khi. Until. Chờ cho đến khi gì? Cho đến khi mà stop bằng 1. Chúng ta vào operator và chọn cái lệnh này, cứ chọn cái phép so sánh bằng, đúng không nào? Bằng. Và cho là nếu mà stop bằng 1 đó, bằng stop bằng 1 được chưa, thì dừng lại. Đây, bằng 1 thì ta cho 2 đó, 2, và sau 2 này có thể đó là stop chương trình. Chúng ta dùng cái lệnh là control cho vào đây, chúng ta vào cái stop on ở dưới nữa chuyện này, được chưa? Thì các bạn thấy nó phức tạp không? Nó hơi phức tạp nhưng nó rất là hay nhé. Như vậy là mèo riêng nhé, đây là mèo này, đây là mèo nhé, đây là sân khấu này, có một lệnh thôi nhé, mèo này và đây là cá. Mèo ta thấy nó phức tạp hơn, nó phải điều khiển đây nhé, đây là điều khiển cho mèo chạy này, điều khiển cho mèo gặp trước cái vật thì dừng lại này, còn đây là điều khiển gì? Điều khiển là cho mèo ăn cá. Chúng ta đang chạy thử nhá, chúng ta bấm đây chạy thử, ta phóng to chạy thử này, chạy bắt đầu nhá. Đây, điều khiển sửa vân này. Ối thế là thì bây giờ chết rồi, mèo chết rồi, không về lại nhá, làm lại này. Ta cho mèo chạy đúng này, nó dễ sai lắm này. Đấy, nghe đúng rồi đấy. Đấy, hết rồi, xong rồi. Đấy, thì nếu bây giờ chúng ta có thêm một cái gì nữa hay nữa thì các bạn có thể làm thêm được. Nhưng mà đây là cái, nhưng mà đây là một chương trình hoàn trò chơi hoàn chỉnh. Con có thấy chưa? Nhé, một trò chơi hoàn chỉnh. Là mèo gọi trò chơi gọi là mèo ăn cá nhé. Bây giờ bác ghi cái này vào thành cái tệp tên là mèo ăn cá. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta ghi vào đây. Đây là B4 nhé. B4 là mèo ăn cá. Mèo ăn cá. Con thấy bạn. Để cho con xem lại hết lệnh được không ạ? Đây, ở lệnh ở đâu nào, con xem ở đâu nào, xem từng cái một nhé. Xem vâng mèo ạ. Nhá. Xem mèo trước nhé. Đây mèo đang mèo này, chúng ta cho thu nhỏ để nhìn mèo này. Đây mèo đây nhé. Mèo nó gồm có 3 cái nhóm lệnh, thật ra đưa vào 1 cũng được, mà có để là 3 nhưng dễ nhìn thôi. 3 nó có thể đưa vào 1 nhóm cũng được. Nhá, thì cái nhóm 1 là cái nhóm mà để mô tả là chúng ta điều khiển mèo bằng chúng ta nháy chuột thì điều khiển mèo. Nhóm thứ hai ở đây là điều khiển mà khi mèo gặp phải các cái chữ ê vật màu xanh màu đỏ ở đây thì là mèo chết nhé. Gọi là các cái đống rơm hay là cái hay là dùng hay là cái hồ cũng được nhé. Còn chỗ này là điều khiển mèo ăn cá, là chúng ta đều dùng cái cảm biến là touching hết, touching màu, cảm biến màu sắc. Đây là cảm biến va chạm vào con vật và một nhân vật khác. Đấy, như vậy chúng ta ở đây chúng ta
phải dùng cái lệnh gọi là lệnh cảm biến đấy. Hôm nay buổi là buổi chúng ta học các lệnh cảm biến. Con đã rõ chưa nha? Ok ạ. Con hiểu chưa? Cứ lát nữa con sẽ về nhà con sẽ tự nghĩ ra, tự nhớ lại và đọc lại nhé. Còn cá là cái đơn giản cá như này thôi. Cá là gì, là bắt đầu nó hiện ra nhưng mà chờ theo khi mà stop bằng 0 và bằng 1, tức là khi mà chương trình dừng thì là mèo con cá nó ẩn đi, coi như ta làm giả vờ thôi, mà giả vờ là cá bị ăn rồi, cá mèo hết cá rồi thì dừng chương trình. Con đã hiểu chưa? Thầy ơi, cho em hỏi cái lệnh stop on đó thầy, là đang phụ thuộc vô lệnh ở chỗ wait until luôn, có nghĩa là những lệnh sau lệnh wait until là phải phụ thuộc vô điều kiện của wait until. Chỗ nào? Lệnh này nha. Lệnh stop on là cái lệnh là nó dừng toàn bộ tất cả các chương trình của tất cả các nhân vật và sân khấu nhé. Stop on là như vậy, là dừng tất cả luôn, tức là khi stop on thì cá cũng dừng này, mèo dừng này, ba cái này là dừng hết lại, không chạy nữa này, và sân khấu cũng dừng. Coi như là cái lệnh stop on là cái lệnh mà đặc biệt ở trong Scratch, nó cho phép chúng ta là dừng toàn bộ nhé, dừng toàn bộ chương trình đang chạy, chỉnh cho chúng ta có thể có rất nhiều nhân vật, mặc kệ, nó dừng lại hết. Con đã hiểu chưa? Thật ra nhé, ở trong chương trình, trong con mèo, ở đây là con mèo nó ba, đây là ba chương trình, đây là một chương trình này, hai chương trình này, ba chương trình. Mỗi một chương trình như vậy là được bắt đầu bởi một sự kiện, là cái hình này, là đây là sự kiện là nháy lan vào lá cờ. Thì ba khối lệnh này là ba khối lệnh độc lập với nhau và được cùng thể hiện bởi một cái sự kiện là nháy và cái lá cờ. Được chưa? Thì cái lệnh là stop on ấy là nó dừng lại toàn bộ tất cả các khối lệnh ở trong chương trình. Con đã hiểu chưa? Nhá. Thầy ơi, thầy quay lại cái ở bên cái lệnh của hình nào con này, lệnh bên background á thầy. Background nó cũng lệnh đơn giản thôi mà, thật ra cũng không có để bất kỳ cũng được. Lệnh đặt cái không cái. Cái hồi nãy có chữ stop on đó thầy ơi. Gì đâu chỗ nào? Cái hồi nãy thầy có cái lệnh stop on nó hình như bên con cá đó mà, bên con cá thầy ơi. Con cá đây gì? Dạ. Em hiểu ý nghĩa của lệnh stop on là dừng lại hết rồi, nhưng mà em không hiểu là cái stop on đó, cái lệnh đó nó có đang phụ thuộc vô cái lệnh wait until ở phía trên hay không? Không không. Tức là nhá. Cái con cá nó có là 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 và có 6 lệnh đúng không nào? Lệnh 1 là đặt là cá 5%, bây giờ nó thời gian trong một tích tắc của máy tính, trong một cái nháy của CPU nó chuyển sang cái lệnh thứ hai ngay. Lệnh thứ hai là con cá chuyển ngay đến vị trí này và thực hiện trong một cái tích của cái con chip của máy tính. Lệnh show là cá cũng hiện ra trong tích tắc. Có lệnh này thì không, lệnh này là nó chạy đây và nó dừng lại, nó không chạy theo cái này, nó chờ cho đến khi nào mà stop bằng 1 thì nó chạy cái lệnh này. Con đã hiểu chưa? Bà đã hiểu chưa nhé? Yeah, quay yeah. Này là cái lệnh là nó là một lệnh nhưng mà nó dừng lại, nó không chạy sang lệnh sau này nữa. Đó. Yeah, rồi. Nếu nó hỏi điều kiện nó mới chạy những lệnh sau. Không không lệnh, nó không chạy, không, nó chỉ chạy sang lệnh 2 này nếu mà stop bằng 1. Ta hiểu chưa? Dạ. Yeah. Đấy, lệnh quay là như là như vậy, lệnh là tạm thời dừng lại, tạm thời dừng toàn bộ từ đây trở không tất cả bộ dừng ở phía sau, dừng lại hai cái này, không chạy nữa. Đợi khi nào mà nó dừng lại chỗ này, đợi khi nào mà stop bằng 1 thì nó chạy tiếp ở đây. Được chưa nào? Dạ rồi, con hiểu rồi thầy ạ. Ừ. Như vậy trong một đoạn lệnh, thì một đoạn lệnh là nó có nhiều lệnh, thì cái lệnh wait until là nó lệnh chờ đấy, là nó đứng lại, không chạy phía sau nữa, và nó đợi cho khi nào mà thỏa mãn được việc đúng thì nó chạy sang lệnh tiếp theo nhé. Đó, thì ý nghĩa như vậy thôi. Lệnh wait until là lệnh rất là hay đấy, lệnh rất là oai nhưng rất là hay. Cái lệnh này là ở trong trong quá trình các ngôn ngữ nào nó có cả nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp sang một cái trò chơi thứ hai. Cũng rất là hay nhé. Trò chơi này là trò chơi mà bây chúng ta sẽ new và chúng ta tạo ra một trò chơi. Cái trò chơi này cũng rất là nổi tiếng mà theo bác cũng là một trò chơi mà cũng là một cái bài tập điển hình mà học sinh học Scratch thì là rất nên học cái trò chơi này. Khi mà chúng ta làm trò chơi này thì là chúng ta bắt đầu coi như là bước chuyển từ cái việc là tăng tập đơn giản của Scratch sang cái phần lập trình mà bắt đầu sâu hơn một chút. Rồi, đó là cái trò chơi là chặn bóng nhé. Có một quả bóng
nó sẽ nảy ở trong lên lên nảy xuống ở trong trong sân khấu, và chúng ta chặn không cho nó rơi xuống đất, rơi xuống đất là thua. Chúng ta dùng một thanh ngang chúng ta chặn lại, nếu bóng mà rơi xuống thanh ngang thì sợ nó sẽ nảy lên, và chúng ta chặn, nếu rơi xuống dưới thì là thua, được chưa? Rồi chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ xóa con mèo đi, và chúng ta sẽ đưa vào đây là bài này sẽ gồm có hai lệnh, gồm có hai nhân vật là quả bóng, được chưa? Và nhân vật thứ hai là một cái thanh ngang. Chúng ta tìm một thanh ngang nhé. Thanh ngang nằm ở đâu đây, nằm ở dưới này nhé. Tìm một thanh ngang đi. Thanh ngang này là đây, thanh ngang đây nhé. Tìm một thanh ngang đó. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó to một tí, bóng để đấy, bóng chúng ta to một tí đi cho nó dễ lập trình bóng nó nhé. Chúng ta để cho nó là 120 đi, nó to ra. Đấy, rồi. Thanh ngang chúng ta cho to, chúng ta thanh ngang đây nhé, thanh ngang đây. Chúng ta cho nó để là 150 đi. 150. Đấy, được chưa? Đấy thì rồi, thì bóng nó sẽ đầu tiên bóng xuất hiện ở phía trên. Ở phía trên này. Và nó rơi xuống. Đấy, chúng ta phải lập trình điều khiển cái này sang ngang để cho nó đỡ cái bóng này. Bóng rơi xuống đây nó sẽ bay nhảy lên. Còn nếu mà bóng rơi xuống này thì là thua. Đấy, được chưa? Đó thì là dừng lại ngay nhé. Cho chúng ta lập trình cho bóng riêng và cho thanh ngang riêng. Thanh ngang lập trình rất là dễ, chúng ta điều khiển bằng chuột hoặc là bằng bàn phím, được chưa? Rồi, thì chúng ta lập trình nhé. Thì đầu tiên chúng ta lập trình ban đầu cho bóng trước đây, xong cho thanh ngang sau này, xong chúng ta lập trình cho từng nhân vật một, ta sẽ làm nhé. Rồi, thì đầu tiên cho bóng trước đây, bóng này nhá, lập trình bóng đây. Thì bóng ban đầu thì là đây, chúng ta lập trình đây, lập trình cho bóng trước nhá. Thì ban đầu chúng ta cho bóng của nó là tăng lên cho 120, kích thước là 120. Chúng ta vào lux, chúng ta chọn cái lệnh là set size và chúng ta đặt cho nó là 120 nhá. Rồi thì đầu tiên chúng ta cho bóng nó nằm ở phía trên màn hình, nằm ở vị trí là với là ở trên này đúng không, là x gì và y. X gì là chạy từ -240 là còn y là bằng 180. Chúng ta cho vào cái lệnh là cho đặt ban đầu là nó như sau, là bóng ở vị trí x gì y thì là 180 rồi, nhưng mà x gì là một cái vị trí ngẫu nhiên. Và operator chọn cái pick random này, ví dụ như là -200 đến 240 nó xa quá, đây là -200 đến 200. Như vậy đây là x gì là chạy là cái vị trí nó là ngẫu nhiên từ đây tới đây thôi, từ đây tới đây. Y là 180 ở trên này. Được rồi, được chưa? Và cho lập trình cho bóng nó sẽ rơi xuống là từ lập trình sau. Thầy ơi. Ơi. Y phải là 153 thì nó mới ở trên đấy. Thì hãy không sao, không quan trọng lắm. Thì bóng nó rơi xuống mà. Thế mà để 180 không sao cả nhé. Còn này, x thì là -240 thì nó hơi mờ đi. Còn nó rơi xuống luôn rơi xuống mà nhé. Bây giờ chúng ta lập trình cho bóng rơi xuống này. Đây, chúng ta làm như sau, chúng ta cho bóng nó quay xuống dưới. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta cho bóng, chúng ta dùng cái lệnh là quay in direction, chúng ta chọn cho bóng luôn quay xuống dưới. Đây, điểm như này. Đấy nhé. Và sau đó chúng ta cho bóng nó vòng vòng lọc vô hạn đây. Lọc vô hạn nhé. Và luôn nó đi nó rơi xuống đây, một về phía dưới là ví dụ là 10 phía dưới, và nếu gặp cạnh thì nó nảy lên như này. Đó, đại khái như này nhé. Như ta bóng luôn như này, ta vào chạy thử này. Đấy, nó luôn rơi xuống như này, nó nảy lên như này, được chưa? Đó, thì là bóng như thế nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho cái thanh ngang là chúng ta phải chặn cái bóng lại. Thanh ngang nó sẽ điều khiển theo chiều ngang nhé. Chúng ta lập trình cho thanh ngang này. Cho lập trình cho bóng đằng sau nhé. Bây giờ cho thanh ngang đây. Thanh ngang nhé. Thanh ngang thì chúng ta lập trình đơn giản thôi. Chúng ta dùng bàn phím hoặc là dùng chuột bàn phím đi. Chúng ta vào ở đây nhé. Chúng ta đây nữa, đây là 150 mà chúng ta chọn đây. Chúng ta vào ban đầu của chúng ta cho thanh ngang
nằm ở giữa màn hình đi. Thanh ngang đang nằm ở đây, chúng ta chọn thanh ngang nằm ở giữa màn hình. Thế thầy. Sao? À, thầy cho di chuyển cái thanh ngang bằng bàn phím với thầy. Bàn phím nhé. Bàn phím. Đây là đây, đặt ban đầu thôi. Đặt ban đầu là cho nó cái size của nó cho nó thành 150 đi đúng không? Cho nó to để ta dễ điều khiển. Đấy. Và bây giờ sẽ lập trình cho thanh ngang nhé. Chúng ta dùng lệnh thì chúng ta dùng vào events vào cái lệnh này, cái lệnh là khi mà chúng ta nháy chuột này, đó nhé. Khi chúng ta mà bấm phím đây này, bấm phím phải và phím trái, đây phím right là phải đúng không? Và phím thứ hai là phím đây, phím này nữa, bên này đúng không? À, là left và right. Đấy. Nhá. Thì nếu mà bấm phím phải cho thanh ngang chuyển sang bên phải thì chúng ta dùng cái gì? Chúng ta dùng đơn giản là chúng ta dùng cái lệnh là trên x là đơn giản nhất đúng không? Lệnh này là nếu sang phải thì nó là trên x by 10 đúng không? By 10 là sang phải. Còn nếu mà nó bấm phím trái thì nó sẽ trên x by trừ 10, nó chạy về bên trái là trừ 10. Đó, cái này này. Đấy. Ta dùng cái phím này nhé. Đấy. Hãy dùng phím này để điều khiển đúng không? Điều khiển. Đấy, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ lập trình này. Tiếp cho bóng này. Lập trình cho bóng này, nếu bóng mà rơi vào thanh ngang thì bóng sẽ phải nảy lên. Đó. Thì bây giờ mới cần cái cảm biến đấy. Ta dùng cảm biến là va chạm điều khiển cho bóng nhé. Ta vào đây. Nếu bóng mà chạm phải thanh ngang thì bóng sẽ bật lên. Như thế nào? Đây, chúng ta vào lệnh này. Chúng ta vào cái lệnh chân mới là lệnh vẫn là lệnh if thôi nhé, nếu này nhá, và sensing là cảm biến, chúng ta vẫn lệnh touching đây nếu của bóng đang dùng là chuyển bóng, nếu bóng mà touching là chạm, nếu bóng mà chạm vào thanh ngang nó là cái nhân vật này là pedal nhé, đó thanh ngang đây nhé, nếu mà quả bóng mà chạm vào thanh ngang thì làm gì? Bia để mô tả cái việc nó bật lên thì làm gì? Đấy. Vì bóng luôn chuyển về phía trước là 10, làm luôn chuyển động phía trước là 10 bước, cho nên chúng ta chỉ cần điều khiển bước của bóng thôi nhé. Đây. Thì nếu bóng mà chạm phải thanh ngang thì chúng ta đầu tiên chúng ta cho bóng nó kêu pop một cái này. Chúng ta dùng lệnh này là kêu pop một cái, start. Dùng cái lệnh là pop một cái nhé. Và chúng ta cho bóng nó quay hướng lên trên. Hướng này là hướng không này. Chúng ta cho nó quay hướng là hoặc là bên này hoặc bên này, chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là gì, là point in direction nhé, mà không phải direction này không phải là hướng là không, không phải nếu không nữa thì không giỏi lắm, ta muốn cho lệch thế này cơ đó. Thì chúng ta dùng gì, chúng ta dùng cái vào cái operation chọn cái lệnh này, chọn cái pick or random, cái này rất hay này. Đấy, chúng ta cho nó chuyển động là nó là trừ 15, đến bên này là 15 độ. Đây là không độ nhé. Cái này là tạo độ nghiêng khi mà chạm đúng. Tạo độ nghiêng. Khi nó nghiêng rồi nó bật trở lên nhé. Đây này. Đặt giơ vào đây này. Đó. Và đưa cái này xuống dưới này. Đưa vào chỗ này. Đấy. Thấy không nào? Đấy. Chúng ta điều cho điều khiển này. Đấy, điều khiển nhé. Đấy, điều khiển này. Nhưng mà nó được chưa? Đấy, nó gặp quan trọng là nó bật lên này, đấy, thấy chưa? Đấy. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ điều khiển tiếp nhá. Điều khiển tiếp là chúng ta sẽ điều khiển tiếp là nếu bóng mà xuống phía dưới thì thua. Đó. Bóng mà vượt qua cái thanh thanh ngang dưới thì là thua, thì tức là gì? Khi mà chúng ta phải dùng một cái điều kiện là khi cái tọa độ y của nó mà thấp xuống dưới cái này thì thua này. Nhé. Vì cái này nó đang là hiện nay ở đây nó đang là cái thanh ngang nó đang là bao nhiêu, thanh ngang nó đang là ở vị trí của nó là âm 105 đúng không? Cho nên nếu mà khoảng âm 105 rồi. Đây này thanh ngang đây mà. Thì nếu mà cái bóng nó xuống lên là khoảng một không phải. Thầy nhìn ở cái y ở ngay cái chỗ trên cái để cộng với cái ở đây đúng không? Vâng. Ừ. Đây là nhầm, không phải là y, đây là âm 105 đúng không nào? Vâng. Âm 105 mới đúng, âm 105 hay là 100 được. Thì nếu mà
xuống dưới này, ví dụ là âm âm 120, âm 130 thì là thua rồi. Thì chúng ta làm như sau nhé, chúng ta vào cái này và chúng ta đặt như sau này. Nếu này chúng ta vẫn làm một cái lệnh, vẫn làm một cái lệnh cảm biến, tất cả là cảm biến nhất nhé, cảm biến. Đây, nếu này. Đây, nếu này. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái lệnh nữa là lệnh là cảm biến khoảng cách. À không phải, không. Chúng ta dùng này chứ. Chúng ta vào cái operation và chọn cái so sánh nhỏ hơn, đúng không? Thì nếu mà cái tọa độ y đây, nếu mà cái đây cái x y position, nhưng mà y position thì là cái khoảng cách độ tọa độ y của cái quả bóng, đúng không, mà nhỏ hơn trừ 140 chẳng hạn, hay là 150 gì đó, chúng ta tùy do lựa chọn nhé. Bên này là 105 đúng không, thì bên này nó là 140 chẳng hạn, thì có thể là thua. Đấy, nếu này, nếu mà y position nhỏ hơn âm trừ hơn nhỏ hơn âm 140 đó, thì chúng ta cho stop on lại thôi. Ta dùng lệnh là stop on là thua. Dùng lệnh này này. Đấy. Thì chúng ta luôn. Như vậy ở đây chúng ta có cái thêm lệnh này nhé. Nếu mà y position mà nhỏ hơn 140 thì là âm 140 thì là stop on ở đây. Được chưa? Đấy, chúng ta thử này. Đấy, dừng lại rồi này. Nhé, bây giờ ta chạy lại này. Mà này chạy lại là khó nhé. Đấy, rất là khó điều khiển đấy nhé. Đấy. Đấy, dễ thua lắm đúng không? Cái bài này là nên cho đỡ thua thì chúng ta sẽ phải đấy. Đấy rồi đấy. Thì là quen rồi thì không sao nhá. Và điều chỉnh cái tham số của mũ nó cao hơn tí. Ừ, điều khiển cái góc đúng không? Điều khiển góc ấy, cái góc nó có nhỏ lại một tí cho đỡ đỡ hơn. Đấy. Được chưa? Đó. Thì bài này bạn nào mà chơi mà càng được lâu ấy thì là càng thì càng giỏi. Đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta ghi lại bài này nhé. Bài này là bài hôm nay, đây là bài số mấy? Đây là bài B5 sao? Ở đây thì làm nào để cho điểm trong trò chơi này ạ? Trò chơi này nhé. Bây giờ chúng ta làm thêm này. Chúng ta sẽ cho điểm bằng cách là tính thời gian chơi. Nếu mà thời gian chơi mà càng được lâu thì càng nhiều điểm, có được không nào? Nhé. Thế bây giờ bài này cùng chạy lên, hai bạn cùng chạy cái lên, hai bạn cùng chạy. Cùng chạy nhá. Thì ai thầy ơi, con không dùng được cái keypad. Con không dùng được bàn phím, con di chuyển nhưng mà nó không được ạ. Sao không được? Con không biết nữa. Thế này nè. Con cũng chỉ như thế. Con không di chuyển được. Ê, con thôi con về xem lại đi. Thôi bây giờ bác con về xem lại đi. Bác sẽ làm nốt cái lệnh gì? Nốt cái lệnh gì? Là bây giờ chúng ta cho thêm vào một cái chút thời gian. Thời gian hết đếm xem là người chơi đó chơi được bao lâu. Tính theo giây. Khi mà quả bóng rơi xuống dưới thì thời gian nó dừng lại. Nhá, thì coi như là khi trò chơi kết thúc, thời gian nó dừng lại và chúng ta xem bạn nào mà thời gian chơi càng lâu thì người nó càng càng giỏi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lập trình thêm một cái tham số về thời gian nhá. Con chú ý cùng với bác nào. Cái phần này cũng bây chúng ta đã có hết công cụ rồi, chúng ta có thể làm được. Chúng ta tạo một cái biến nhớ có tên là thời gian. Và chúng ta sẽ cho nó hiện trên màn hình và bắt đầu đếm nhé. Rồi bắt đầu này, chúng ta sẽ bấm một chữ vào đây và ta chọn một cái biến nhớ có tên là time hay thời gian, dùng từ gì cũng được, time nhé, time. Được chưa? Đấy, cho hiện ở đây này, không nhé, là để đếm thời gian. Được chưa? Và thời gian này là chúng ta sẽ đếm ở dùng sân khấu để đếm cho nhanh nhé. Sân khấu đây đó, sân khấu nhé. Và đây chúng ta vào sân khấu đây. Đấy, thì khi bắt đầu chơi thì chúng ta đặt cái thời gian, chúng ta vào cái VM, chúng ta đặt cái biến thời gian bằng 0. Biến thời gian bằng 0. Được chưa? Bằng 0. Và sau đó chúng ta sẽ cho nó tăng lên vô hạn, tăng xong một giây tăng lên.
khi mà stop chương trình, khi mà chương trình mà dừng lại đó thì thầy An cũng dừng lại vì tất cả dừng lại hết. Và bây giờ chúng ta sẽ lúc bây giờ ai là ai người có thời gian chơi lâu hơn thì người đó sẽ thắng. Đây là cái biến thời gian, đo là thời gian chơi của người chơi nhé. Chúng ta vào lệnh này, chúng ta vào cái lệnh là forever đây nhé. Và cứ sau 1 giây, sau 1 giây thì tăng thời gian lên 1 đơn vị. Chúng ta dùng lệnh change thời gian, change thời gian by 1 đây. Đó, được chưa? Thì cách làm đây là khi mà cái bóng dưới mà dừng lại thì khi đây nó cũng dừng lại, nó không đo thời gian nữa và đồng hồ đây luôn hiện ra ở đây. Nhưng chúng ta thử này, chứ gì đã chết rồi đúng không? Đấy. Hãy chơi thử nhé. Bây giờ thầy chơi thử các bạn xem là con chơi được bao nhiêu lâu nhé. 8 giây rồi. Đấy, 8 giây là chết rồi. Các bạn có vẻ nhanh hơn, các bạn thì phải nhanh hơn, các bạn sẽ chơi được lâu hơn, được chưa? Đó. Đấy, thì chúng ta làm rất đơn giản thôi, chúng ta thêm một đoạn lệnh rất đơn giản thôi và đo cái đồng hồ thời gian ở trên này. Chúng ta ghi bài này là bài số B6, được chưa? Con có hiểu không? Bài này có thấy không? Có hiểu không? Em chỉ có bóng bé hơn một chút được không thầy? Gì cơ? Bây giờ em chỉnh có bóng nó bé hơn một chút được không hả thầy? Được. Có bóng nó càng bé thì là nó chơi càng khó, hay là cái thanh ngang này mà càng bé nó càng khó. Bây giờ thầy để nó hơi to một tí để cho nó dễ chơi thôi. Chúng ta có thể điều khiển bóng này là không phải 120 là 100 thôi, cho nó khó hơn nhiều, nó khó chơi hơn. Thanh ngang cũng vậy, thanh ngang chúng ta để là mà chúng ta để đây là 100 thì nó rất là khó, vì nó rất, bóng nó bé tí lại mà. Để chơi thử nhé. Đấy, chơi nó khó lắm, chơi rất là khó. Đấy, chơi rất là khó luôn. Đấy, rất là khó đúng không? Đấy thì ai thật nhanh tay nhanh mắt, vừa được chuyển tay vừa nhìn màn hình thì nó mới có thể là nhanh được. Đấy. Thầy chơi được 15 giây rồi đấy, 17 giây rồi đấy. Được chưa? Anh vừa đây là trò chơi rất là nổi tiếng, rất là hay. Thì bạn nào mà lập trình đã qua bài này rồi, chúng ta là bắt đầu có thể đó là tôi đã biết lập trình trò chơi ở trong Scratch rồi, nhẹ thua nhé. Đấy. Có thể mở rộng thêm bài này với cái nhiều cái kịch bản khác nhau. Đây là một kịch bản nhé. Rồi. Và ở phần này là phần sẽ có rất nhiều bài tập mà khác nhau. Thế bây giờ thầy chúng ta sẽ quan sát lại một chút lần nữa những cái lệnh mà liên quan đến cảm biến. Con chú ý nhé. Đây này. Như vậy là đây này, ở trong cái nhóm là lệnh cảm biến có lệnh là touching, là va chạm phải một nhân vật khác hoặc là va chạm phải con chuột, đúng không? Đây này, va chạm phải cạnh này, va chạm vào chuột này, va chạm vào một nhân vật khác này, đúng không? Rồi là đây là cái lệnh là đây. Nếu mà va chạm phải vào cái màu sắc nào đó cố định. Còn cái này là khó như lệnh này là va chạm màu vào màu, cái này chúng ta sẽ học sau. Cái này là khó rất nhiều dành cho nâng cao. Cái lệnh này là lệnh để đo khoảng cách. Cái này rất là khó, sẽ học sau cái lệnh này nhé. Chúng ta chưa vội buổi sau học. Đây là cái lệnh đây, đây là cảm biến. Đây là cảm biến gì? Đây là cảm biến nháy chuột. Còn đây là cảm biến nháy phím. Thì như vậy là cái phím nó vừa có cái lệnh để coi làm sự kiện, vừa có lệnh là coi như là cảm biến. Đây này là lệnh là coi như là nháy phím là một cảm biến. Còn cái chỗ này là event thì ở đây là cái lệnh là nháy phím là một sự kiện, cũng là nháy phím nhé. Thì cái lệnh này nháy một phím thì nó tạo ra một sự kiện. Còn lệnh này là nó nháy phím thì tạo ra một cái cảm biến nhé. Rồi chúng ta sẽ học sau. Còn ở đây chúng ta sẽ có thể tìm hiểu thêm nữa ở trong các phần trong tương lai nhé. Đấy, nó sẽ phức tạp hơn, nó nhiều thứ lắm, nhiều thứ nhé. Đấy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thêm một bài tập nữa nhé. Bài tập ngắn nữa nhé, giống ngắn thôi, để chúng ta có cái hình dung. Bây giờ bác sẽ làm cái trò chơi làm là
là mèo đuổi chuột. Được chưa? Mèo đuổi chuột nhé. Là như sau, là mèo nó, chúng ta làm thôi, ta nêu chương trình làm cho ngắn, ngắn thôi, là mèo đuổi chuột nhé. Chúng ta cho con mèo vào đây và chúng ta đưa con chuột vào, đưa con chuột vào. Con chuột đâu rồi? Tìm con chuột nhé. Chúng ta sẽ điều khiển chuột để làm sao cho nó tránh va phải mèo nhé. Mèo thì mèo rất là khôn, mèo sẽ luôn luôn là nhìn thấy chuột và luôn luôn là chạy về phía chuột. Nhưng mèo là cũng hơi mèo có hơi ngu ngơ, là mèo có nhắm mắt nhắm mũi chạy về chuột thôi, nhưng mà chạy xong rồi mèo mới chạy một mạch, sau mới ngẩng mắt lên mới nhìn ra thì mới có thể chuột chạy chỗ khác rồi, mèo mới đổi hướng. Còn mèo có nhìn là chạy luôn, chạy một mạch gần đến nơi thì mèo lại đứng lại, xong mèo lại đi tiếp. Còn chuột thì luôn là điều khiển, luôn chúng ta điều khiển chuột bằng chuột đi, bằng con chuột này nhé. Rồi thì chúng ta bắt đầu điều khiển nhá. Nếu mà mèo mà chạm phải chuột thì mèo kêu là meo meo ngon quá và chuột sẽ chết, chuột kêu ối là chuột là ra chuột chết, coi chúng ta thắng nhé. Rồi đấy thì là chúng ta làm như vậy nhé. Bây giờ thì cho mèo này, thì thôi cho mèo đầu tiên, mèo ở đây đi, mèo luôn đây, và mèo sẽ sau đó ta lập trình cho mèo, mèo sẽ luôn là nhìn về phía chuột và chạy về phía chuột với một vận tốc nào đó chậm chậm nhé. Rồi ta lập trình cho mèo trước và cho chuột sau. Rồi mèo đây nhá, chúng ta lập trình, chúng ta vẫn phải dùng những lệnh cảm biến là mèo là phải đây chúng ta lập trình đây nhá. Đây nhá. Bắt đầu mèo đang đây, mèo đang ở -183 và -112 đây rồi, chúng ta để đun ở đây luôn nhé mèo đây. Ban đầu mèo sẽ đây. Bắt đầu đi nhá. Bắt đầu chương trình thì mèo sẽ vào vòng lặp vô hạn để ta điều khiển mèo vào vòng vô hạn nhé. Rồi. Mèo chính sau này, mèo sẽ nhìn, mèo sẽ quan sát về, mèo sẽ nhìn thấy đâu? Mèo sẽ quay về, mèo sẽ quay về phía con chuột. Đây, mèo sẽ quay về phía chuột. Được chưa? Về phía chuột. Rồi, sau đó là mèo sẽ tiến thẳng về con chuột. Mèo sẽ tiến thẳng về con chuột đâu? Mèo sẽ múc là 10 bước về phía con chuột. Được chưa? Đấy. Và mèo cứ liên tục như vậy nhé. Chạy mấy bước rồi thì mới quay lại nhìn. Ở đây chúng ta điều khiển thêm một chút nữa cho nên hay nhé, là mèo sẽ chạy phía trước, nhưng mèo sẽ chạy vừa co chân nhé. Chúng ta dùng cái lệnh này, repeat 5 lần, và mỗi lần như vậy là bước là 2 bước, như vậy cho nên cho thấy mô tả mèo là chưa, và dùng cái lệnh này cho thấy là mèo đây nhé. Vậy là mèo chạy về phía chuột và là 10 bước, nhưng mà là vừa đi vừa đạp chân. Được chưa? Đó. Ta sẽ thử đây. Mèo đây, chuột đang ở đây nhé. Mèo đang ở đây này. Đấy, mèo luôn chạy về phía chuột như này nhé. Đó. Nếu mà gặp chuột thì ta được khiển sau. Nó gặp chuột thì mèo sẽ meo meo mà kêu ngon quá nhé. Anh và rồi kêu meo meo thôi nhé. Nếu gặp chuột ta làm chỉ luôn như này. Nếu ít nhá, ít đây. Nếu gặp chuột là gì? Chúng ta dùng sensing là dùng cảm biến. Nếu thất trình, đấy đây lại cảm biến nhé. Đây, nếu mà thất trình mouse cắt chuột đó thì mày làm gì? Mèo sẽ kêu, mèo sẽ meo meo đúng không? Mèo sẽ meo meo này, mèo sẽ kêu meo meo đấy. Và mèo sẽ nói một gì đó cho mèo cũng nói một tí đi cho thích đi. Mèo nói đi, mèo nói trong 2 giây đấy. Mèo nói là ví dụ là ngon quá, mèo ăn thịt chuột ví dụ thế, ngon quá trong 2 giây. Và dừng chương trình ở đây nhé. Đấy. Đấy, và tâm lệnh dừng chương trình ở đây nhé, ví dụ thế. Và stop. Ta đừng để sau nhé. Bác muốn là nếu gặp chuột thì mèo sẽ điều khiển mà chuột sẽ mất đi, ẩn đi. Rồi ta để bìa mèo ở đây nhé. Rồi chuột ở đây. Rồi bây giờ chúng ta là người điều khiển chuột. Chúng ta là người điều khiển chuột nhé. Đây.
chuột bắt đầu đào, bắt đầu ở đây nhé. Bây giờ làm chuột này, chúng ta là chuột, chuột này, chuột là bắt phần chuột, chuột đây nhé. Bắt đầu thì ở đây này, chúng ta chuột ban đầu sẽ nằm ở vị trí này, đây vị trí này, ở, ở góc này nhé. Rồi sau đó là chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta làm như sau, chúng ta có điều khiển chuột thôi. Điều khiển là đây, chúng ta vào cái lệnh này để điều khiển. Con nó bỏ đây nha. Nếu mà chúng ta mà nháy chuột, nếu này cũng là như thế, chung lệnh là dùng lệnh cảm biến đây. Nếu nhé, nếu này, nếu vào sensing, nếu chúng ta nháy chuột đây, nếu mà mouse down, nếu mà chúng ta nháy chuột đó thì chuột sẽ, con chuột sẽ quay về hướng con trỏ chuột và chạy phía đó này. Chúng ta dùng cái lệnh là mouse motion, chọn là mèo sẽ quay về hướng mouse pointer, quay về hướng con trỏ chuột nhé, và tiến về phía đó, tiến về phía đó 10 bước. Ra lập trình thử đây. Đấy, ra lập trình thử. Đánh mèo nhé, đấy, là tránh mèo. Chuột chạy rất nhanh, nhanh hơn mèo, mà mèo rất là khó đuổi, thấy không nào? Đó. Được chưa? Còn nếu mà mèo mà gặp chuột thì mèo kêu ngoan quá là chuột là chuột chết ở đây. Đấy. Ví dụ như vậy nhá. Để chúng ta ghi cái bài này làm. Ơi thầy. Ơi. Khi mà đang đi thầy tự nhiên em cứ bị, khi mà dẫn đường thì con chuột đi em cứ bị tự nhiên cái em con chuột em nó cũng cầm luôn con chuột đi thầy ạ. À vì cháu là bấm chuột nhà, bấm chuột nhiều quá, đừng bấm ít thôi, nó sẽ bình thường, bấm nhiều quá. Giữ hả? Bỏ đưa cái con trỏ chuột ra cái chỗ đừng phải là con chuột là được. Thầy ơi, cho con chuột. Sao? Thầy cho con xem lại cái phần. Con nào? Mèo đây gì? Xem lại con mèo đúng không? Đây, xem lại mèo đây. Nhá. Yeah. Thầy cho chuột đổi màu khi mèo chạm đi thầy. À, được thôi nha, chuột nó phải có... chuột cũng phải có nhiều, nhưng phải có nhiều ấy cơ. Bây giờ cũng được thôi, rất là dễ. Vâng, em hiểu rồi, vâng. Chúng ta phải cho, phải có nhiều trang phục. Đây, ta vào chuột đấy nhé. Đây này. Chuột đấy có hai này thôi, bây giờ ta muốn đổi thì cũng được. Ta để sao con này đổi này. Con này ta đổi màu đi thì cũng được, ta dùng cái lệnh này này. Dùng lệnh tô màu đi nhé. Đấy, đổi màu. Cũng được thôi, ta muốn thì ta đổi màu thôi, có gì đâu. Dạ vâng, dạ. Đổi màu nó sẽ làm được. Dạ. Đấy. Khi mà mèo mà chạm chuột thì ta đổi sang cái trang phục này. Đúng không nào? Dạ. Con ta điều khiển đi. Cảm ơn thầy. Vì chúng ta có rất nhiều công cụ rồi, chúng ta có thể lập trình theo ý mà chúng ta muốn mà. Đúng không? Bài hôm nay là cái bài rất quan trọng. Bài hôm nay là cái bài mà nói về cảm biến là rất nhiều lệnh rồi. Rất nhiều lệnh chúng ta có thể dùng nó. À, cảm biến va chạm này, cảm biến màu sắc này. Đúng không nào? Cảm biến chuột này. đủ để chúng ta có thể lập trình là rất nhiều bài phần mềm mà rất nhiều game trò chơi khác nhau rồi nhé. Và chúng ta học cả cách chúng ta tạo biến nhớ, chúng ta cách đếm thời gian, chúng ta cách điều khiển khi nào thì dừng lại. Đó tất cả đó là những cả những lệnh ban đầu mà những lệnh ban đầu mà chúng ta bước đầu có thể làm ra những cái phần mềm, những cái trò chơi đơn giản, được chưa? Con có hiểu không nhỉ? Nhé. Có ai hỏi gì không? Làm bài nào, có lẽ hôm nay bác không biền mà nói thêm nữa, sợ nó dành bìa ít thời gian chúng ta. Đấy thầy. Ai có ai hỏi gì bác trả lời thôi nhá. Thầy làm luôn về việc con chuột nó bị chạm vì thế nó đổi skin đi thầy. Đấy, chúng ta vào đây. Chúng ta đây vừa làm đây thôi. Đây vào đây nhá. Đây. Đầu tiên khi vào, khi bắt đầu chuột đấy ra điều khiển chuột thì chuột nó phải ở gì? Chuột nó phải là gì? Nó phải ở cái đây, ta chọn được, ta chọn cái đây, ta vào chuột nhé. Chúng ta đặt nha. Đây. Đặt cái ví dụ đặt cái này là đặt tên nó cho cái trang phục này là 1 này. Tên trang phục này là 2, là 2. Được chưa? Đó, 1 2 nhá. 1 2. Rồi, đây, đặt tên này. Trang phục nó có tên của nó nhé. Thì vào chúng ta có thể dùng đây, khi bắt đầu vào chơi ta để cho con chuột nó là trang phục 1. Ở đây đúng không? Đó. Nếu mà chuột, mèo mà gặp chuột thì chuột sẽ đổi tên đây. Ta dùng ở đây nhé. Đây. Chúng ta vào lệnh này. If
If đây nhá. Chuột. Chuột đây. Nếu mà chạm phải mèo, nếu chuột chạm phải, tôi đặt tên con này là con mèo, bấm đây là đặt tên là mèo, nhưng biết đặt tên cho nó mèo cho nó hay. Mèo nhá. Mèo này. Đặt tên con này là tên là chuột nhá. Con có thể gọi tiếng Việt cho nó dễ, cho nó thông thành, chúng ta là đây là mèo, đây là chuột nhá. Đây. Nếu mà đây ta đây lập trình cho chuột này, nếu mà chuột gặp mèo, đây, nếu chuột gặp mèo thì sao? Thì chuột sẽ đổi. Chuột sẽ switch đổi trang phục sang số mấy? Sang số 2. Đấy. Hiểu chưa nào? Để ở đây này, để đây thôi. Đó. Ta chạy thử nhá. Đây, chuột đây. Chuột vẫn tránh chạy. Khi mà ta mèo vào chuột là chuột lập tức nó đổi màu, hay không nào? Đấy. Ta có thể điều khiển thêm nữa. Tất cả những lệnh cải biến đều là như vậy hết, đều là những lệnh như là các nó tạo ra các cái điều kiện khi nào thì chạm va chạm, điều kiện khi nào thì chạm va chạm vào màu sắc. Đó. Còn nay hiện nay hiểu chưa? Nhá. Hiểu rồi thầy. Hiểu chưa? Hôm nay là bài nó thuộc lại là nó không quá dài nhưng mà là rất nhiều thông tin. Các con có thể làm được rất nhiều bài tập ở trong cái phần này. Bắt đầu thêm một chút nữa nhé, là chúng ta hôm trước ấy có một cái bài là hơi khó một chút. Hôm trước ấy có một cái bài là gì? Có một cái bài là cho một người chạy qua các vùng khác nhau và mô tả nó chạy đến vùng thứ nhất. Đó là xin lỗi các bạn, tôi đang ở vùng Bắc Cực, xong nó chạy hết sân khấu, quay lại sang vùng thứ hai, xin báo cáo tôi đang ở vùng gì đó. Thì bài đó là bài khó, bài đó là hôm trước, bài tập hôm trước là bài đó là vượt quá chương trình. Đến hôm nay chúng ta làm bài đó là rất ngon lành, ngày hôm nay. Nhưng bây giờ bác thử làm, báo cho các con xem, mới thử thôi nhé. Thử cho một người chạy qua các sân khấu khác nhau và mỗi sân khấu thì nó dừng lại và nó nói về sân khấu đó. Chúng ta làm 3 sân khấu nhé. Để bác làm niêm, làm thử cho con chăm thử thôi. Mà con về nhà con có thể làm bài tập này nhiều hơn nhé. Đây. Chúng ta sẽ chọn cái nhân vật của chúng ta là cái người đó. Cái chị này đúng không? Chị này là chị có thể đây, chị này nhé. Ở đây nhé. Rồi. Và chúng ta sẽ tạo ra là, ví dụ bác tạo ra là 3 sân khấu đi. 3 sân khấu nhé. Bấm vào sân khấu đây và chúng ta sẽ chọn đây, bấm vào đây chọn sân khấu 1, ví dụ là ở đây sân khấu 1 nhé. Sân khấu 2, ví dụ sân khấu 2 là ở đây nhé. Và sân khấu 3, ví dụ thôi, sân khấu 3 ở đâu nhỉ, ở đây nhé. Như vậy là ta bỏ sân khấu 1 về đi, đây là sân khấu 1 nhé. Sân khấu 2, sân khấu 3, đúng không? Sân khấu 1 coi như là bãi biển quê em đây nhé. Bãi biển quê em đứng ở đây nhé. Sân khấu... thử cho con xem nhé. Sân khấu 2 đâu? Sân khấu... bãi rộp nhé. Sân khấu 1 là bãi biển là quê em. Giả sử đây là quê em là Nha Trang nhé. Sân khấu 2 là đâu, là bảo tàng lịch sử của quê em. Sân khấu 3 là rừng, trong rừng quê em nhé. 3 sân khấu nhé. Thì chúng ta sẽ cho cái cô này, cô ấy di chuyển đến từng sân khấu 1 và đấy nhé, và sẽ cho nói nhé. Đây, làm thử này. Thì chúng ta làm đơn giản, chúng ta tạo một cái biến nhớ để mô tả các cái vùng mà chúng ta muốn. Bây giờ chúng ta tạo một cái biến nhớ đây, nó có tên là gì cũng được, thứ tự hay gì đó, hay số thứ tự đi, là mô tả cái thứ tự mà sân khấu chúng ta muốn tạo ra, được chưa? Thì ban đầu sân khấu nó là 1 nhé, sân khấu nó là 1. Đây, chúng ta lập trình cho bạn này nhé, bạn này về sân khấu chúng ta cũng đặt tên cho nó là 1 nhé. Đây là sân khấu này, đặt tên là 1 nhé. Để hết thực hiện được thì là nó là 1, 2, 3 đây rồi, không cần thiết nữa. Rồi, chúng ta lập trình này, chúng ta chú ý nhé. Đây, lập trình cho bạn này, chúng ta lập trình nhanh nhé. Đây, đầu tiên là cho cái đúng ở vị trí này nhé. Đây, chị này là đặt vị trí này. Cho cái cô này là đặt ở đây này.
và hướng về bên phải, chạy về bên phải, được chưa? Và ban đầu là đặt đây, ban đầu chúng ta đặt để bác xem cho nó hợp lý chứ được. Ban đầu là bác đặt kia lệnh đây, bác đặt cho cái số tự của sân khấu là 1 đi nhé. Rồi thì bây giờ bác làm như nào bây giờ nhỉ? Thì đầu tiên là nói đã đúng không? Đầu tiên là nói này nhé. Bác muốn đưa vào cái vòng lặp thì làm nào cho nhanh nhất nhỉ? Đấy, không sao đâu. Ok, như này nhé. Bây giờ bác lặp này, bác cho cái vòng lặp của chúng ta, lặp của chúng ta là lặp 3 lần thôi. 3 lần thôi. Đấy, lặp 3 lần nhé. Khi bước vào, khi mà bước vào đêm đầu tiên ấy, thì là nó kiểm tra luôn nhé. Đây. Nên chưa đây khó một chút nhé. Sau đó thì nó mới chuyển bản chất là như này, bản chất là cho con này đi 3 lần mà. Đây này. Bản chất của nó là như này nhé. Con này sẽ phải di chuyển về hướng này nhé. Để bác xem như nào cho hợp lý nhé. Chuyện này khó một chút. Không có vấn đề. Vấn đề là forever chứ. Vấn đề là forever nhé. Mà này là hơi khó một chút. Mà thì về hết giờ mất rồi. Vì làm thế nào nhỉ? Ý của bác là như này nhé. Để bác ý thì coi theo con về nhà làm thì bác sẽ hay sao nhé. Tức là khi con này vẫn chạy về phía, khi mà gặp cạnh ở bên này này, khi bắt đầu quay lại ấy, thì lúc bây giờ mới đếm, lúc bây giờ mới tăng cái bến này lên 1 nhé. Và bắt đầu nói nhé. Và tăng lên và bắt đầu chuyển sang chỗ mới thì bắt đầu mới nói. Thì làm như nào cho hợp lý nhỉ? Để bác chút, để bác một chút, bác phải làm thêm cái này nó đúng nha. Ở đây bác phải thêm một cái new, một cái ban đầu nữa. Ban đầu, một sân khấu ban đầu nha. Để hơi khó một chút, đối với con. Bạn này vẫn cho chạy, thì bác làm thử cho các cứ cho chạy đi, ta được khiển sau nhé. Cứ cho cái cô này cứ chạy về phía trước đi. 10 bước này. Và vẫn chạy, vẫn đặt chân này, đúng không nào? Nếu gặp cạnh thì quay lại. Đây, dùng lệnh này. Nếu đúng không? Nếu đây. Nếu mà cái tốc và cái tọa độ exposition của cô này mà lớn hơn 240 thì vẫn quay lại như bình thường. Bác muốn mô tả cái lệnh này cho nó hay. Đó. Nếu mà thì sẽ quay lại. Quay lại vị trí này này, quay lại vị trí này. Để cho đến 200 đúng không? 23 đúng không? Thì nếu mà ta đặt lại như sau, đặt lại set x gì bằng set x gì, đâu qua đời bác một chút nhá. Set x gì bằng trừ 200. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu điều khiển ở chỗ này nhé. Điều khiển đây đó, điều khiển nhá. Điều khiển đây, điều khiển là như sau nhá. Là không dùng cái này. Bác đặt cái này bằng 0 này. Đây nhá. Và ở chỗ này này, set x bằng trừ 200 cho bác tăng cái giá trị số tự này lên 1 đơn vị. Tăng ra lên 1 đơn vị, đúng rồi. Tăng này lên 1 đơn vị này. Và bác chuyển sân khấu, chuyển backdrop. Đây, chuyển backdrop, switch backdrop to. Đấy. Chuyển đi đâu? Chuyển về vị trí, chuyển về cái giá trị là STT. Đó. Chuyển nhá. Chuyển cái này, chuyển như vậy là với ST là 1
thì bác nói về biển, nếu ST là 2 thì bác nói về cái nói về bảo tàng, còn cái thứ ba là nói về về rừng nhé. Thì bác đây bác, thì lúc này bác sẽ nói này, người này sẽ nói này, dùng liền này. Đây. Vẫn là một lệnh thôi, chúng ta dùng cái này. Nếu nhận nếu này. Nếu mà cái STT mà bằng 1 thì sao? Đây. Nếu mà cái số thứ tự mà chúng ta đang quan tâm nó là 1. Đó, thì chúng ta nói đây là biển quê tôi, đây là biển nhé. Đây là biển quê tôi. Nó trong hai giây thì dừng lại, được chưa? Tất cả nằm đây hết nhé, tất cả nằm ở chỗ này hết nhé. Đó. Được chưa? Sau đó là nếu mà cái này bằng 2, ta copy xuống đây. Nếu cái này bằng 2 thì nói là đây là đó, nên nó bằng nếu bằng 2 thì đây là bảo tàng. Đây là bảo tàng. Đúng không? Còn nếu là 3 thì nói ở đây là nếu mà 3 thì đây là rừng, đây là rừng quê tôi, đây là rừng. Đấy, bên có ba người ta làm mấy đây rừng quê tôi. Tôi như vậy tôi phải viết dài một tí để dành dùng nhé. Làm bây giờ chạy thử nào. Đây, đặt cái này nhá. Đây, đây là biển quê tôi nhá. Chạy tiếp này. Ôi, không đấy nhỉ. Ôi, nó không được à. Ôi, dạ nhỉ. No way. Nếu mà để bác thiếu bác thiếu cái này. Vâng. Đấy, thiếu cái này nhá. Nếu mà nhầm, cái này ở đây chứ. Đấy. Đây chứ, đúng không? Íp này, íp đúng không? Nào chạy thử nào. Đấy, đây là biển quê tôi này. Chạy tiếp này. Đây là bảo tàng này, thấy chưa? Đây dừng dừng quê tôi này. Hết. Chạy mãi à? Sẽ đứng ở đây và dừng lại nhé. Tôi chưa làm xong thì dừng lại nhé. Nếu mà bằng 3 thì dừng lại. Thế cho dừng ở đâu? Được chưa? Thế là có thể ở đây chỉ là 3 lần thôi, đúng không? Đúng ở cuối là stop all. Đủ cái này là 3 lần thôi. Hay là 4 lần nhỉ? 3 lần hay 4 lần nhỉ? 4 lần. Nhé. Chú Vận ơi. À chú Hà ơi. Ôi ơi. Cái lệnh mà đang cho dừng lại là chú đang để ở đâu ạ? À? Dừng lại để nói ạ. Đây ở trong này. Đây này. Ở phía dưới. Khi mà nó vượt quá, khi mà nó không mà cái này vẫn phải phân vai phải là forever bác nhầm. Thôi bác ấy sau nhé đây. Nếu mà đây này. Nếu mà x gì mà vượt quá 240 thì đặt lại x gì bằng 200, bằng âm 200 và đổi tăng ST lên một đơn vị và chuyển backdrop sang cái ST đó là 123 và sau đó kiểm tra luôn, nói luôn. Nói này, nói. Là cái dây này nó có tác dụng là cho dừng lại luôn trong vòng 2 giây luôn đấy đúng không ạ? Đúng thế. Ừ. Và bây giờ chúng ta có thể cho cái stop on ở chỗ này được. Cho stop on ở chỗ này nhé thì cũng được. Đây, ở sau cái này. Đó. Thì như vậy là được. Ra từ đầu nhé. Cho thấy nếu mà số lượng lệnh if nó bằng với số lượng backdrop ấy ạ. Ừ. Thì mình có thể tạo gần đấy cái lệnh when backdrop switch to cũng được. Thế nên chưa học đến cho bìa bác làm bìa là vẫn đang làm những cái lệnh đơn giản, lệnh đã biết thôi, còn nếu mà mở rộng ra thì nhiều cách làm lắm. Đây là đang nói những cái lệnh, đây là cái bài này là bài của cái bài này là bài của ngày hôm qua. Buổi hôm trước. Vâng. Buổi hôm trước là buổi cũng lệnh if thôi. Mà ý cái bài số 2 bài số 2 và số 3 của bộ viết ấy nhỉ. Ý của các bác là dùng lệnh if thôi. Đấy, ý là như vâng là chưa con mở rộng ra được nhiều lắm, tương lai nó phát triển, nhưng mà đây là những bài đầu tiên mà cái hôm trước cái bài nó về cái chạy bên phải quay lại ấy, mà đứng lại để nói về quê hương ấy là cái bài đầu tiên mà nó hơi khó một chút dùng lệnh if. Được chưa? Vẫn là cái forever.
Nhưng mà ở mức lệnh mình ở đây là forever thì ở đây phải có cái lệnh stop on thì nó mới dừng lại được, không nó không nó sẽ chạy mãi nhé. Vâng. Thôi nhớ chúng ta nghỉ ở đây nhá. Các con về nhà làm bài tập nhá. Tập bắt cho bài tập sau. Để chúng ta ghi cái bài này là bài số bài là B9 của hôm nay nhá. Rồi. Chào thầy. À, chào các bạn. Cảm ơn thầy. Con chào thầy ạ. Cảm ơn. Chào thầy. Chào thầy. Chào thầy. Con chào. Con về thầy nha. Ừ, thôi về đi, con về đi.